Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2276, đi đầm lầy Tề Bắc 2. Vâng, mọi người nhận lấy đan dược, cẩn thận cất kỹ. Trận pháp hợp kích của chiến sư Đường không tệ, nhân số bao nhiêu cũng có thể tùy ý tổ hợp, vẫn như trước có không ít thiếu hụt, ta vừa mới cải tiến một chút, cũng ghi lại phương pháp phối hợp ở phía trên, các ngươi truyền đọc một chút, thừa dịp hiện tại học tập. Lần nữa lấy ra một quyển sách, Trương Huyền đưa tới. Chiến sư Đường cùng danh sư Đường đều có trận pháp hợp kích, đối với người khác, loại trận pháp này xem như cực kỳ lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói, sơ hở tầng tầng, thực sự nhìn không được, vừa rồi phi hành, đã cải tiến một phen. Cải tiến trận pháp của chiến sư Đường. Hình Đường chủ cùng đám người Liêu Điện chủ nhìn nhau, chỉ chốc lát, từng cái vẻ mặt thấu đỏ, hô hấp dồn dập. Vốn cho rằng trận pháp của chiến sư Đường bọn họ, trải qua nhiều năm rèn luyện, đã đạt tới tình trạng không cách nào sửa chữa, nằm mơ cũng không nghĩ đến, so sánh với trận pháp Trương sư sửa đổi, kém không biết bao nhiêu vạn dặm. Rất nhanh, truyền đọc trận pháp một lần. Xem hết trận pháp cải biến qua, sắc mặt của Trương Cửu Tiêu cũng lúc đỏ lúc trắng, qua không biết bao lâu mới lắc đầu. Trận pháp chi đạo, khẳng định là không sánh bằng vị trước mắt này. Chỉ có thể nhìn chỗ khác có thể vượt qua hay không. Dù thiên tài lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có thiếu hụt. Hắn khẳng định cũng có, chỉ cần ở chung lâu, tất nhiên có thể tìm tới. Áp chế buồn bực trong lòng xuống, Trương Cửu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đang định bắt đầu học tập trận pháp, chỉ thấy Trương Huyền nhìn lại. Trương huynh, ngươi là người Trương gia, ta vừa vặn muốn hỏi ngươi một việc. Trương sư mời nói. Là như vậy, ta nghe nói Trương gia các ngươi có một tuyệt thế thiên tài, huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Không biết có phải thật hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Vị này là người Trương gia, trước nghe ngóng một chút lại nói, cũng có thể sớm chuẩn bị. Ta ở Trương gia thuộc về bàng chi, tối đa chỉ có tư cách tiến vào gia phả của chi nhánh, phủ đệ hạch tâm không có tư cách đi qua. Người nói là vị tiểu thiếu gia kia à, ta nghe nói qua, năm nay 20 tuổi. Thiên phú vô song, cho dù không phải đương thời đệ nhất, cũng chênh lệch không xa. Trần chờ một chút, Trương Cửu Tiêu nói. Bất quá, chưa bao giờ thấy qua. Chuyện Trương gia tiểu thiếu gia này, thời điểm ra đời huyên náo động tĩnh rất lớn, cũng không phải bí mật, nói ra cũng không tính là gì. Ngươi cũng chưa thấy qua. Đúng vậy, đệ tử hạch tâm, loại bàng chi như chúng ta thấy rất ít. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Ta nghe nói, vị tiểu thiếu gia này của các ngươi cùng Lạc gia tiểu công chúa có hôn ước, không biết có phải thật hay không. Trương Huyền hỏi tiếp, cái này, ta cũng không rõ ràng, cơ mật hạch tâm, gia tộc không cho phép chúng ta hỏi, cũng không cho phép nói lung tung. Dường như có chút kiêng kỵ, Trương Cửu Tiêu không muốn dây dưa sự tình này nữa. Vậy ngươi đã gặp đệ tử hạch tâm chưa, so với ngươi, thiên phú như thế nào? Trương Huyền tiếp tục nói, chúng ta là sâu kiến cùng thần long, không thể so sánh. Cười khổ một tiếng, Trương Cửu Tiêu nhìn qua. Không nói cái khác, thiên phú của Trương sư ngươi xem như cực cao, nhìn chung lịch sử Thanh Nguyên đế quốc, có thể vượt qua, khả năng cũng không nhất định có. Nhưng so sánh với những đệ tử hạch tâm kia, còn kém quá nhiều. Ta cũng kém rất xa. Lông mày nhíu một cái, Trương Huyền khó tin. Hắn tu luyện thiên đạo công pháp, mặc dù không nói tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng không chậm, chẳng lẽ còn có người càng thêm thiên tài hơn mình. Đúng vậy, Trương sư không cần không tin. Đệ tử hạch tâm lợi hại, chỉ cần kích hoạt huyết mạch, cho dù trước đó không tu luyện, cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới nguyên thần cảnh, trực tiếp trùng kích xuất khiếu, thậm chí cao hơn. Không phải loại thực lực như chúng ta có thể nghĩ tới. Trương Cửu Tiêu cười khổ. Thiên phú thứ này, không có cách nào so sánh. Thật giống như dị linh tộc, vừa ra đời liền nắm giữ thực lực hóa phàm cảnh, rất nhiều đệ tử hạch tâm, chỉ cần kích hoạt huyết mạch, có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới cực cao. Người bình thường căn bản không có cách nào bằng được. Kích hoạt huyết mạch, đệ tử thánh nhân quý tộc, huyết mạch càng tinh khiết hơn, thời điểm kích hoạt tiến bộ càng lớn. Đúng vậy, cái này có chút tương tự một ít linh thú, huyết mạch càng tiếp cận cổ thú, thực lực cũng sẽ tiến bộ càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà thánh nhân quý tộc sừng sững vài vạn năm. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Nói như vậy, huyết mạch của ngươi cũng không tinh thuần. Ta chỉ là bàng chi trong bàng chi. Huyết mạch mỏng manh, tự nhiên xa xa không bằng. Trương Cửu Tiêu xấu hổ.
huyết mạch đã trọng yếu như vậy, vậy có phương pháp chiết xuất huyết mạch, hoặc là để đẳng cấp huyết mạch tăng thêm hay không? Trương Huyền nhịn không được nói. Chương 2277, Quý Thiên Hùng 1. Tăng lên huyết mạch, cái này sao có thể? Trương Cửu Tiêu lắc đầu. Huyết mạch của thánh nhân quý tộc, vừa ra đời liền định hình, thậm chí rất nhiều hạch tâm chân chính, còn chưa ra đời, ở trong thai liền có thể xác định đẳng cấp. Giống như thể chất đặc thù, đây là trời sinh, chẳng lẽ còn có thể thông qua ngoại lực thay đổi thể chất một người sao? Cái này, Trương Huyền dừng lại. Bởi vì không tiếp xúc qua thánh nhân quý tộc, rất nhiều chuyện không hiểu rõ tình hình, nhưng học sinh thể chất đặc thù lại có hai vị. Triệu Nhã cùng Ngụy Như Yên, một cái thuần âm thể, một cái tiên thiên độc thể, quả thực không phải hậu thiên có thể tu luyện. Thật giống như con giun, bất kể cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng biến thành thần long, đây là khoảng cách, không có cách nào bù đắp. Nếu không, sớm đã tăng đám người Trịnh Dương, Lưu Dương, Tôn Cường thành huyết mạch đặc thù, nhanh chóng tiến bộ. Xem ra ta nghĩ quá đơn giản. Lắc đầu. Trước đó từng có kinh nghiệm tăng lên huyết mạch cho linh thú, còn tưởng rằng thánh nhân quý tộc cũng có thể, hiện tại xem ra là nghĩ quá dễ đáng. Huyết mạch chỉ là mới đầu tu luyện nhanh, thành tựu cao, nhưng cũng có thiếu hụt, cái kia chính là muốn vượt qua tổ tiên rất khó. Bởi vậy, thánh nhân quý tộc vài vạn năm đến nay, nhiều nhất chỉ giữ vững môn đình, muốn đột phá, xung kích cao hơn, sẽ rất khó làm được. Trương Cửu Tiêu nói tiếp. Bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại. Huyết mạch tinh thuần, thiên phú cực cao, có thể để cho giai đoạn trước tu luyện như hổ thêm cánh, nhưng mà muốn phá cảnh giới của tiên tổ năm đó, sẽ rất khó làm được. Vậy thì giống như đế quốc, thành tựu của hậu thế muốn vượt qua hoàng đế khai quốc, không quá dễ đáng. Lại hỏi thăm một hồi, Trương Cửu Tiêu có thể nói, đều nói rõ chi tiết một lần, không thể nói, không nói tới một chữ. Rõ ràng quy định của thánh nhân quý tộc, Trương Huyền cũng không hỏi nhiều. Mặc dù đối phương không có lộ ra tin tức trọng yếu, nhưng thông qua trao đổi đã biết, hôn ước của Trương gia cùng Lạc gia quả thực có, mà vị thiên tài Trương gia kia, cũng giống như mục sư nói, cực kỳ thần bí, chỉ nghe qua có người như vậy, đừng nói tung tích, ngay cả cái bóng cũng không gặp qua. Bất quá, căn cứ Trương Cửu Tiêu phỏng đoán, vị thiên tài này, cho dù chỉ 20 tuổi, nhưng thực lực chỉ sợ ít nhất cũng đạt tới thánh vực thất trọng. Chưa thấy qua vị này, nhưng gặp đệ tử hạch tâm khác. Trong đó một vị huyết mạch đẳng cấp cao, đã đạt tới cấp bậc này, tuổi tác cũng không đến 30. Đẳng cấp huyết mạch thấp hơn hắn cũng có thể lợi hại như vậy, vị tiểu thiếu gia kia, không cần nghĩ, khẳng định càng thêm đáng sợ. Thánh vực thất trọng. Trong lòng Trương Huyền sinh ra áp lực nồng đậm. Lạc Thừa Tân chính là loại cao thủ cấp bậc này. Tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, thậm chí ngay cả võ kỹ cũng không cần động, liền có thể áp chế hắn, không có chút sức phản kháng nào, chênh lệch bao lớn. Không thể tính toán. Thánh vực cấp, sau khi đạt tới nguyên thần cảnh, mỗi tấn thăng một tiểu cấp đều cần tiêu tốn đánh đổi cực lớn. Xem ra, muốn thuận lợi cưới Lạc Nhược Hy, cần cố gắng càng lớn. Nắm đấm siết chặt. Sau thánh vực tứ trọng, mỗi một bước, đối với linh khí, thiên phú đều có yêu cầu cực cao, vị tiểu thiếu gia kia của Trương gia, mặc kệ có lộ diện hay không, thật đạt đến thánh vực thất trọng, bản thân không nắm chặt thời gian, chắc chắn sẽ không phải đối thủ. Nếu ngay cả tình địch đánh cũng đánh không lại, thì làm sao có khả năng cướp Lạc Nhược Hy về? Tu luyện a. Cảm nhận được áp lực, còn lại mấy ngày, Trương Huyền trừ tu luyện, là tiêu hóa thư thịt trong đầu. Không chỉ tu vi càng thêm củng cố, lý giải võ kỹ cũng càng ngày càng cao, nhất là cẩn thận nghiên cứu Khư Ngô cổ thánh lưu lại diễn không thiên thư, lĩnh ngộ không gian càng ngày càng tinh xảo, mặc dù chỉ là thai anh cảnh, đã có thể thi triển ra không gian ràng buộc mà cường giả xuất khiếu cảnh mới có thể sử dụng. Một khi thi triển, người trong phạm vi 5 mét như lâm vào đầm lầy, bất kể tốc độ hay tiến công, đều sẽ giảm mạnh, ở trong phạm vi này chiến đấu, xem như hình đường chủ, một ngón tay cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, chớ nói chi là đám người ngô sư. Đây chỉ là bởi vì thai anh cùng chân khí của ta quá mạnh, ảnh hưởng tới không gian, còn lĩnh ngộ cùng lý giải không gian vẫn quá yếu. Cách nhị trọng còn có một khoảng cách. Biết vị trí thiếu hụt của mình, Trương Huyền cũng không tự đại. Diễn không thiên thư chia làm ngũ trọng, mặc dù hắn đã đạt tới đệ nhất trọng đỉnh phong, nhưng không gian chi thuật bác đại tinh thâm, cách nhị trọng còn kém không biết bao nhiêu. Tu luyện không biết thời gian, sau 6 ngày, thánh thú ngừng lại ở trên một thành thị. Trương Sư, đây chính là Tế Bắc Thành, cũng gọi Tế Thành. Ở trong rất nhiều thành thị của Thanh Nguyên Đế Quốc, được cho bài danh rất cao.
Ngô sư chỉ về phía trước. Trương Huyền cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một thành phố khổng lồ, ở dưới mây trắng như ẩn như hiện, vô số kiến trúc cao vút đứng sừng sững ở tại chỗ, không biết bao nhiêu, nhìn không thấy phần cuối. Quả thực là một thành thị rất lớn, cho dù kém Thanh Nguyên Thành, nhưng so với Hồng Viễn Thành lại hùng vĩ hơn nhiều. Đầm lầy Tề Bắc vô cùng nguy hiểm, không chỉ mặt đất làm cho không người nào có thể đi lại, trên không cũng khó dùng sức. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải tìm kiếm địa hình quen thuộc, nếu không, cho dù thực lực của chúng ta không yếu, làm không cẩn thận còn chưa có tìm ra đối phương, đã bị thiên nhiên nuốt hết. Ngô sư giới thiệu. Trương Huyền gật đầu. Thông qua đọc sách, đối với đầm lầy Tề Bắc, hắn cũng có biết rõ nhất định. Giống như đối phương nói, cực kỳ kỳ lạ, cường giả nguyên thần cảnh cũng không thể phi hành, chỉ có thể từng bước đi lại. Nếu như không có một người quen dẫn đường, làm không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy dập, hoặc bị một chút thánh thú đặc thù vây công, thậm chí rơi vào xào huyệt tràn đầy độc trùng. Chương 2278, Quý Thiên Hùng 2. Dựa theo thực lực của mọi người, mặc dù những thứ này không tính là gì, nhưng tất nhiên sẽ chậm trễ hành trình, thậm chí lộ ra dấu vết, để ngoan nhân phòng bị trước thời hạn. Danh sư đường đường chủ của Tề Bắc Thành, Quý Thiên Hùng, là bạn tốt của ta, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin, vừa rồi ta đã đưa tin, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó để hắn dẫn đường cho chúng ta, có thể miễn đi không ít phiền phức. Ngô sư nói tiếp, Quý Thiên Hùng, ta nghe nói qua, từng ở chiến sư đường của chúng ta một đoạn thời gian, thực lực không kém. Liêu đường chủ nói xen vào. Đúng vậy, hàn băng chân khí của hắn, phối hợp hàn băng chỉ, có thể kết nước thành băng, ở loại địa phương như đầm lầy, là thực dụng nhất, có hắn dẫn đường, nếu gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không bị động như vậy. Ngô sư gật đầu, đối với người bạn thân này của mình, có tự tin cực mạnh. Thời điểm nói chuyện, thánh thú đã đi tới bầu trời của Tề Bắc Thành, mọi người liền thấy một lão giả bay tới. Trương Huyền nhìn lại, đại khái chừng 50 tuổi. Tinh thần khỏe mạnh, đôi mắt tựa như mắt ưng, sáng ngời hữu thần, cho người ta một loại cảm giác khôn khéo. Thực lực ở nguyên thần cảnh đỉnh phong, toàn thân tựa như ẩn núp một tòa băng sơn, vừa nhìn liền biết tu luyện pháp quyết thuộc tính hàn băng. Nhìn thấy hắn, Ngô sư vội vàng gọi, đợi đối phương đi vào nhà gỗ, liền giới thiệu. Vị này là Tề Bắc Thành danh sư đường đường chủ, Quý Thiên Hùng quý sư. Vị này là Trương Huyền Trương sư, chiến sư đường hình đường chủ. Giới thiệu mọi người một lần. Nghe được Trương Huyền, quý sư cực kỳ cung kính. Quý Thiên Hùng gặp qua Trương sư. Mặc dù cùng Thanh Nguyên Thành cách nhau trăm vạn dặm, tin tức nhưng Trương Huyền xông đường vẫn là nghe nói. Một người đơn đấu một danh sư đường, một người đã đủ giữ quan ải, không người có thể địch, chỉ điểm này đã làm cho người kính sợ. Không cần khách khí. Trương Huyền cười cười. Lần này mời ngươi tới, chắc hẳn Ngô sư đã nói rõ tình huống. Ngô sư đã nói rõ ràng. Quý sư gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta ý định đi vào chỗ sâu trong đầm lầy, tìm kiếm cái gọi là quỷ quật, khả năng cần quý sư giúp dẫn đường một chút. Trương Huyền nói. Quỷ quật là chỗ hết sức kỳ quái, cũng không có địa điểm cố định, có ít người cho dù đến qua, cũng chưa chắc có thể tìm được, ta cũng chỉ có thể thông qua kinh nghiệm, tìm kiếm được phạm vi đại khái, cụ thể có thể tiến vào bên trong hay không, lại không cách nào xác định. Quý sư nói. Quỷ quật, mặc dù ở đầm lầy Tề Bắc, nhưng không ở một vị trí cố định, muốn tìm được cần vận may. Chỉ cần ngươi mang bọn ta tìm tới vị trí là được, Trương Cửu Tiêu Trương sư kia, từng tiến vào bên trong, có lẽ có thể phát hiện. Trương Huyền cười cười. Được. Quý sư đáp ứng. Quỷ quật có thể rèn luyện tâm cảnh, hàng năm danh sư đến đây tìm vận may không phải số ít, có ít người thành công, cũng có chút người mất tung tích, vĩnh viễn biến mất. Mặc dù Trương Cửu Tiêu tới qua một lần, nhưng cũng là có người dẫn theo đi qua, đầm lầy giống như sa mạc, biến hóa cực lớn, cho dù lần nữa tới, vẫn cần phải có người dẫn đường, có điều một khi tìm được vị trí xác thực, có lẽ có thể giống như lần trước, thuận lợi tiến vào bên trong. Liên tục phi hành nhiều ngày như vậy, chư vị có muốn đến danh sư đường nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần, nhanh đi đi, nếu không ta sợ có càng nhiều danh sư bị hạ độc thủ. Trương Huyền xua tay. Chậm trễ một ngày. Nguy hiểm liền tăng thêm một phần, tất cả mọi người là tu luyện giả, trên đường tu luyện có thể thay thế giấc ngủ, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì tốt, lên đường đi. Quý sư cũng không già mồm, chỉ huy thánh thú phi hành tìm đúng phương hướng, trực tiếp bay tới đằng trước. Vị trí đầm lầy ở phía bắc, bay đại khái một canh giờ,
mọi người lập tức nhìn thấy một đầm lầy đen kịt liên kết cùng thiên địa, không biết bao xa. Xuống ở đây đi, đầm lầy phía trước khí lưu rất loạn, nắm giữ rất nhiều khí chàng đặc thù, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào trong đó, rất khó chạy ra, muốn đi vào chỉ có thể đi bộ. Lại bay một hồi, để thánh thú rơi xuống đất, quý sư giới thiệu. Đầm lầy Tề Bắc, không chỉ mặt đất có đầm lầy ăn người, trên không cũng có một số khí chàng di động, phi hành ở phía trên, hơi không cẩn thận sẽ bị thôn phệ, không rõ sống chết. Rời khỏi lưng thú, mọi người nhìn về phía trước. Trong đầm lầy mọc đầy cây cối màu đỏ tươi, tương tự lá sen, bày ra ở trên mặt đất, lan tràn tới chỗ sâu. Những cái này gọi là sen ăn thịt người, đừng nhìn rất đẹp, lại hết sức nguy hiểm, hóa phàm cảnh bị bắt lại cũng rất khó chạy trốn. Giới thiệu một chút, quý sư lăng không chào một cái, nhặt lên một hòn đá không lớn ném tới lá sen. Rầm, hòn đá tiếp xúc lá sen, lập tức bọc trong đó, trong nháy mắt quấy vỡ nát, hình như bị một cỗ lực lượng đặc thù thôn phệ. Cái này, Trương Huyền nhíu mày, không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt không dám tin tưởng, trên thế giới còn có loại thực vật này. Chương 2279, xuất khiếu kiếp 1. Vừa rồi trong nháy mắt sen ăn thịt người thôn phệ lực lượng, vừa nhanh vừa hung ác, lại chuẩn, giống như quý sư nói, chỉ sợ hóa phàm cảnh bình thường khó mà chạy trốn. Nếu như trồng thứ này ở trong phủ đệ, người bình thường muốn vào, chỉ sợ cũng khó khăn. Trừ sen ăn thịt người, dưới đầm lầy còn sinh hoạt một ít độc trùng đặc thù, rơi vào trong đó, một khi bị cắn, sẽ tê liệt toàn thân, thực lực không thể thi triển ra được, cuối cùng dần dần chìm vào đầm lầy, biến thành từng chồng bạch cốt, hàng năm danh sư, tu luyện giả tử vong ở đây, không ít hơn 10 vạn người, nguyên nhân chính là như vậy, cấm địa này từng bị phong làm một lần, không cho phép tu luyện giả đến đây mạo hiểm. Quý sư vừa nói, vừa từ trong giới chỉ lấy ra một miếng thịt chín, tiện tay ném vào đầm lầy cách đó không xa. Thịt còn phiêu phù ở trên đầm lầy, chỉ nháy mắt, từng hắc trùng từ trong bùn chui ra, cắn lên, miếng thịt lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được hóa thành nước đặc, tựa như bị hủ thực. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Trước khi đến liền biết nơi này rất đáng sợ, chỉ là không nghĩ tới đáng sợ như thế, cho dù bọn họ đều là cường giả trên nguyên thần cảnh, cũng không nhịn được sống lưng rét run. Bất quá mọi người cũng không cần quá mức lo lắng. Tử địa lợi hại hơn nữa cũng sẽ có sinh cơ, trong ao đầm sẽ có chút mặt đất lộ thiên, liên tiếp chung một chỗ, như là cầu nổi, chỉ cần tìm đúng những địa phương này, chúng ta liền có thể tiến lên, không cần lo lắng quá nhiều. Quý sư cười cười, thân thể nhoáng một cái, bước ra xa hơn 10 thước, đã đi tới chỗ một cứng rắn trong đầm lầy. Mọi người đi sát ở sau ta, không nên đạp sai hay tụt lại phía sau. Nói xong tiếp tục nhảy tới, liên tiếp vài chục cái. Người đã đến hơn vài trăm mét. Trương Huyền nhìn kỹ, chỗ hắn đặt chân, màu sắc thoáng khác biệt địa phương khác, có chút rêu xanh, cho dù không có cây cối, lại cho người ta một loại cảm giác có thể thai nghén sinh mệnh, hoàn toàn khác biệt những nơi còn lại. Những mặt đất này, tự nhiên hình thành khả năng rất nhỏ, đoán chừng là hậu nhân xây dựng ra. Hắn không biết nguồn gốc của đầm lầy, nhưng một khi hình thành, nhất định là một chỗ sụp đổ toàn thể, mấy chục mét liền có một chỗ có thể để người đứng. Này tự nhiên là người làm ra. Đi thôi. Không suy nghĩ những vấn đề này, để thánh thú phi hành ở ngoài đợi chờ, đám người Trương Huyền theo sát ở phía sau nhảy tới. Tất cả mọi người là cường giả thánh vực, trí nhớ mạnh mẽ, mặc dù đối phương chỉ đi một lần, nhưng vị trí cụ thể đã ghi vào trong óc, theo sát mà lên, không có chút sai lầm nào. Quý sư, ta nghe nói nơi này có thánh thú, không biết sinh tồn như thế nào. Bọn họ tiến đến một lần cũng phiền toái như vậy. Thánh thú làm sao sống được? Mảnh đầm lầy này, đi vào sâu sẽ có một vài lục địa, đường kính lớn nhất cũng chỉ có mấy dặm, bởi vì môi trường đặc thù, có thể sinh ra một chút linh dược hoặc khoáng thạch đặc thù, không ít thánh thú vì tăng lên bản thân, sẽ chiếm núi làm vua, canh giữ ở một chỗ, chiến đấu, thậm chí giết chết tu luyện giả đến đây thám hiểm. Quý sư giới thiệu một chút. Nhìn, phía trước có một nơi như vậy. Mọi người nhìn qua, quả nhiên thấy cách đó không xa có một mảnh lục địa. Xanh mơn mởn, giống như đảo hoang trong biển, mọc đầy cây cối, thậm chí có không ít chim tước sinh hoạt. Nhanh chóng tiến lên, đi hơn 10 phút, liền tới trước mặt. Mảnh lục địa này, đường kính đại khái chừng 500 mét, đứng sừng sững lấy một đồi núi không lớn, lơ lửng ở trên đầm lầy, như một cái mai rùa móc ngược. Đi tới phía trên, mọi người rơi xuống. Chúng ta mau mau đi thôi, tận lực ở trước khi trời tối chạy tới nơi trung tâm, nếu không,
ban đêm đầm lầy càng thêm đáng sợ. Thấy mọi người tò mò ý định dạo một vòng, quý sư nói. Nhìn mặt trời một chút, Trương Huyền dặn dò. Đi thôi. Mặc dù cách trời tối còn sớm, nhưng phạm vi đầm lầy thực sự quá lớn, lại không thể phi hành, chạy tới như vậy mà nói, không có một hai canh giờ, chỉ sợ rất khó làm được, không thể dở dang. Có quý sư dẫn đường, quả thực an toàn hơn không ít, lục địa có thánh thú, trước thời hạn đi vòng, chỗ nguy hiểm cũng trước thời hạn tránh đi, đi tiếp cận hai canh giờ, rốt cục đi tới chỗ sâu của đầm lầy. Trên đường gặp mấy đợt tu luyện giả thám hiểm, nhìn thấy bọn họ đều chủ động lách qua. Vì che giấu tung tích, mặc dù mọi người không có mặc danh sư bào, nhưng thực lực bày ở nơi đó, trong thành thì có danh sư đường tọa chấn, mọi người giảng quy củ, không dám làm loạn, mà ở đây một khi phát hiện trong tay những người khác có bảo vật, lẫn nhau chặn giết, giết người cướp của cũng không phải số ít. Loại địa phương này ở ngoài vòng pháp luật, chỉ cần ném thi thể vào đầm lầy, cho dù danh sư tới, cũng khó có thể dò xét. Hòn đảo phía trước là trung tâm của toàn bộ đầm lầy, muốn tìm quỷ quật, phải trước tới nơi này, sau đó lại nghĩ biện pháp, dò xét từ từ, xem như là ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Lại đi nửa canh giờ, mặt trời đã rơi về phía tây, lúc này quý sư mới chỉ về phía trước nói. Theo ngón tay hắn chỉ, mọi người nhìn lại, lập tức nhìn thấy một lục địa to lớn xuất hiện ở trước mắt, đường kính chừng 7-8 dặm, một ngọn núi dốc đứng sừng sững trong đó, đủ loại cây cối lít nha lít nhít. Từ xa nhìn lại, tựa như một thành thị. Đi qua đi. Theo sát hắn, mọi người đi tới ở trên đảo. Không khác lục địa phía ngoài, thậm chí linh khí nơi này càng thêm nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác khí tức sảng khoái. Khó trách sẽ có thánh thú ở chỗ này, không muốn rời khỏi. Ở đây tu luyện, quả thực có thể làm ít công to. Cảm thụ một cái, Trương Huyền gật đầu. Nơi này linh khí nồng đậm, là bảo địa tu luyện tự nhiên, tu luyện ở đây. Tốc độ tấn cấp tất nhiên vượt xa ngoại giới. Không ít thánh thú, khẳng định cũng phát hiện những bí mật này, biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn đổ xô tới. Đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ này đi, tìm quỷ quật, bình minh lại tính, ban đêm độc trùng ở trong đầm lầy sẽ leo ra, một khi gặp gỡ, liền nguy hiểm. Cổ tay khẽ đảo, quý sư lấy ra một ít nước tiểu thánh thú cao cấp, tưới ở bốn phía, dùng để cảnh cáo độc trùng, độc thú, để bọn chúng không dám đến. Đi một ngày đường, mọi người cũng cảm nhận được đầm lầy đáng sợ, không nói thêm lời, lấy ra đồ vật mà mình chuẩn bị từ trước. Rượu ngon thịt nướng, thức ăn cũng coi như phong phú. Ăn cơm tối xong, Trương Huyền cũng không nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi dưới đất tiếp tục tu luyện. Chương 2280, xuất khiếu kiếp 2. Thiên đạo chân khí chảy xuôi ở trong người, không ngừng cọ rửa thai anh, tranh thủ để nó mau chóng lột xác. Tu luyện ngũ diệu kim thân tới cảnh giới hoàn mỹ, Trương Huyền hấp thu rất nhiều công pháp ở phòng ngự điện, hội tụ thành thiên đạo kim thân, hiệu quả cũng không tệ, giờ phút này thân thể của hắn cho dù so ra kém kim nguyên đỉnh, cũng không kém nhiều. Tu luyện không biết bao lâu, đột nhiên cảm thấy cách đó không xa có một cỗ năng lượng không ổn định, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt hình đường chủ đỏ lên, tựa hồ có chút áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Làm sao vậy? Hắn vội đi tới trước mặt. Những người khác cũng từ trong tu luyện thức giấc, đồng loạt vây quanh. Trương sư, ta muốn độ xuất khiếu kiếp. Hình đường chủ nói. Trương Huyền nhíu mày. Nguyên thần của hình đường chủ có tổn hại, dựa vào giúp đỡ của hắn, nhận được chữa trị, rất nhanh đột phá nửa bước xuất khiếu, đạt đến ngụy xuất khiếu cảnh, dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần hắn bằng lòng, lúc nào cũng có thể dẫn động lôi kiếp, trở thành cường giả xuất khiếu cảnh chân chính, làm sao đột nhiên bắt đầu ở đây. Xảy ra chuyện gì? Trương Huyền hỏi. Ta cũng không biết, vừa rồi chỉ tu luyện một hồi, liền cảm thấy nguyên thần đã đạt tới trạng thái sung mãn, muốn áp chế lại áp chế không nổi. Vẻ mặt đỏ lên, chân khí trong cơ thể hình đường chủ dọc theo lỗ chân lông bắn ra bốn phía, ngay sau đó mọi người liền cảm thấy bầu trời trên đầu u ám, lôi kiếp đã tới. Không cần khẩn trương, xuất khiếu kiếp mà thôi, nhờ vào thực lực của ngươi, có thể nhẹ nhõm vượt qua. Ra hiệu mọi người rời khỏi khu vực lôi kiếp. Không nên bị ảnh hưởng, Trương Huyền cười cười nói. Thân là chiến sư đường đường chủ, sức chiến đấu kinh người, mặc dù lôi kiếp tới có chút vội vàng, nhưng muốn vượt qua không khó lắm. Ầm ầm, mới vừa nói xong, lôi điện liền bổ xuống. Phần phật, tinh thần khẽ động, nguyên thần của hình đường chủ rời khỏi thân thể, trực tiếp bay về phía lôi điện. Xì xì xì, tới đụng một cái, giống như sợi bông bị liệt hỏa thiêu đốt, hình thể không ngừng thu nhỏ.
tựa hồ thừa nhận dằn vặt khó có thể chịu đựng. Trương Huyền nhíu mày. Xuất khiếu kiếp vô cùng nguy hiểm, bình thường không phải mượn nhờ thân thể đối kháng sao? Sao nguyên thần của hình đường chủ lại xuất khiếu, đi nghênh đón? Cái này, quá nguy hiểm. Ngô sư cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Xuất khiếu kiếp, lôi đình rèn luyện nguyên thần, dựa theo tình huống bình thường, vì để dễ vượt qua, rất nhiều tu luyện giả đều mượn nhờ thân thể chống cự một bộ phận lôi điện, còn lại để nguyên thần hấp thu. Hình đường chủ ngược lại tốt, trực tiếp nguyên thần xuất khiếu nghênh đón, cái này không khác tự tìm đường chết. Hắn hẳn là không bị bản thân khống chế. Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, Trương Huyền sầm mặt lại. Không nhận khống chế. Mọi người không hiểu. Có lẽ có vu hồn sư động thủ với hắn, biết hắn muốn đột phá, dẫn động nguyên thần của hắn, muốn mượn nhờ lực lượng sấm sét trước diệt trừ hắn, hoặc là để chúng ta vì chú ý hắn, hao tổn khí lực. Trương Huyền híp mắt lại. Vu hồn sư, chúng ta, bị phát hiện. Đám người ngô sư đều sầm mặt lại. Bọn họ đổi đi danh sư phục, không có chút trì hoãn đi tới nơi này, là muốn ở trước khi lão sư của Thanh Điền Hoàng phát hiện nhóm người mình, tìm được đối phương. Không nghĩ tới hoàn toàn không biết gì cả, người của mình cũng đã trúng chiêu. Hẳn là vậy. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền tiếp tục nhìn lên không, chỉ thấy ở dưới lôi đình thiêu đốt, nguyên thần của hình đường chủ càng ngày càng yếu nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ. Mặc dù thực lực bản thân hắn rất mạnh, nhưng nguyên thần từng nhận qua tổn hại, lại thêm bản thân chưa chuẩn bị, xuất khiếu kiếp đánh tới, nguyên thần mạnh mẽ chống đỡ, đã có chút không chịu nổi. Tiếp tục như vậy, hình đường chủ có thể sẽ chết. Ngụy điện chủ cùng Liêu điện chủ cuống cuồng. Thân là lão bằng hữu ở chung mấy trăm năm, hai người không cách nào trơ mắt nhìn bằng hữu của mình bị lôi đình đánh chết. Trương sư, người có biện pháp nào không, mau cứu hắn đi. Hai người đồng loạt nhìn qua. Nơi này nếu có ai có thể cứu người, khả năng cũng chỉ có vị trước mắt này. Yên tâm. Không cần hai người nói, Trương Huyền cũng sẽ động thủ, không chần chờ chút nào. Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, nhìn về phía trước. Chương 2281, quỷ quật xuất hiện 1. Minh Lý chi nhãn chiếu xuống, lực lượng lôi điện tàn phá bừa bãi, nguyên thần của hình đường chủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, xem ra đã không kiên trì được thời gian bao lâu. Rất nhiều người đạt đến ngụy xuất khiếu, sợ hãi lôi đình chi uy, nhiều năm không dám xung kích, thật giống như cẩu đường chủ, rõ ràng đã sớm là xuất khiếu, nhưng thủy chung không dám dẫn lôi kiếp. Hình đường chủ hẳn là bị người dùng phương pháp bắt giữ vu hồn, khống chế nguyên thần, lúc này mới xuất hiện loại tình huống này. Lông mày càng nhăn càng chặt. Nguyên thần của hình đường chủ đi vào lôi đình, căn bản không ngăn cản được, cưỡng ép ngăn cản, sẽ chỉ làm uy lực của lôi điện càng lúc càng lớn, cuối cùng bị thiêu đốt mà chết. Quý sư lắc đầu. Cho dù chỉ là cường giả nguyên thần cảnh đỉnh phong, nhưng đối với xuất khiếu cảnh cùng xuất khiếu kiếp còn biết một chút. Đây là thiên địa khảo nghiệm cường giả. Sử dụng thủ pháp gian lận, sẽ chỉ gặp phải phản phệ càng lớn. Đúng vậy, có chút khó làm. Trương Huyền gật đầu. Lôi kiếp, chỉ có thể mình vượt qua, một khi người khác nhúng tay, sẽ chỉ làm nó càng ngày càng mãnh liệt, đạt tới một loại tình trạng không thể khống chế, thật giống như phong thánh kiếp của hắn lúc trước, Lạc Nhược Hy biết rất rõ ràng nguy hiểm, nhưng không dám ra tay. Nếu hắn xuất thủ, ít nhất có mấy chục loại phương pháp diệt lôi kiếp đi, nhưng không thể nhúng tay. Liền phiền toái. Nhưng không nghĩ biện pháp, hình đường chủ khẳng định không kiên trì nổi. Liêu điện chủ cuống cuồng. Không suy nghĩ nhiều, tinh thần của Trương Huyền khẽ động, một quyển sách xuất hiện ở trong thức hải, nhẹ nhàng mở ra. Một lát sau, thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía ngô sư cách đó không xa. Chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Ta, ngô sư sững sờ. Các ngươi ai có nguyên linh đan? Cũng không giải thích, Trương Huyền nhìn về phía mọi người. Ta có một viên. Liêu điện chủ đi lên phía trước, đưa tới một cái bình ngọc. Nuốt thuốc này vào. Trên tay lắc một cái, ném linh nguyên đan tới. Tiện tay nhận lấy, ngô sư nhíu mày. Đan dược cấp 7, hơn nữa ẩn chứa linh khí bổ sung thể năng, cho dù hắn đạt đến nửa bước xuất khiếu, không bị tổn thương, chân khí không có hao tổn, liền cưỡng ép dùng mà nói, hơi không cẩn thận cũng sẽ bạo thể mà chết. Không có thời gian giải thích, động tác nhanh lên một chút. Thấy hắn chần chừ, Trương Huyền sầm mặt lại. Vâng, biết thanh niên trước mắt này nắm giữ năng lực người thường khó có thể tưởng tượng, ngô sư không dám nói nhảm, mở nắp bình ra, nuốt viên thuốc vào. Một cái nháy mắt, liền cảm thấy trong cơ thể hừng hực,
năng lượng cuồng bạo sao động, cả người như muốn nổ tung. Công pháp ngươi tu luyện có mấy chỗ thiếu hụt, sửa lại những thiếu hụt này, liền có thể thuận lợi đột phá. Thanh âm của Trương Huyền chậm rãi vang lên, như thiên âm đột nhiên nổ tung ở bên tai, Ngô Sư còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy chân khí trong cơ thể ở dưới ngôn ngữ của đối phương khống chế, chậm rãi chảy xuôi. Sư ngôn thiên thụ, Trương Sư ý định để cho ta, chữa trị sơ hở. Đột phá xuất khiếu cảnh. Con người co rụt lại. Nuốt đan dược, giảng giải nguyên thần thiếu hụt. Ngu nữ cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đang không biết như thế nào cho phải, liền cảm thấy chân khí trong cơ thể hội tụ linh khí của linh nguyên đan, càng tích tụ càng mạnh. Ầm ầm. Không đến 3 phút, liền đạt đến cực hạn mà thân thể có thể tiếp nhận, một nguyên thần giống hắn như đúc từ mi tâm chui ra, lơ lửng giữa không trung. Đi qua. Lông mày dương lên, bàn tay của Trương Huyền đẩy một cái. Còn không kịp phản ứng, nguyên thần của Ngô Sư mới vừa xuất khiếu, liền vọt tới lôi đình. Cái này. Thân thể co giật, Ngô Sư suýt chút nữa bị dọa ngất đi. Lúc này hắn mới đạt tới xuất khiếu cảnh, thậm chí ngay cả thời gian củng cố cũng không có, liền bị đẩy tới. Đây là Trương Sư cảm thấy hình đường chủ một người gặp nạn không đủ, để cho ta chung một chỗ sao. Mau kéo nguyên thần của hình đường chủ vào thân thể hắn. Thấy Ngô Sư ngẩn người ở trên không trung, Trương Huyền nhịn không được quát. Kéo trở về. Ngô Sư sững sờ, lúc này mới phát hiện, mặc dù mình đi vào lôi đình, lại không gặp phải lôi kiếp công kích, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vội vàng chảo một cái, kéo nguyên thần bị lôi điện công kích của hình đường chủ qua. Bỗng nhiên, rầm, nguyên thần trực tiếp bay về phía thân thể. Hô, lập tức chui vào, có thân thể tầm bổ, nguyên thần của hình đường chủ lập tức an toàn hơn rất nhiều. Cho dù lôi điện vây quanh ở bốn phía rất cường đại, nhưng trong thời gian ngắn không làm gì được hắn cả. Cái này, sao lại thế này, không phải là không thể quấy nhiễu lôi kiếp sao? Nhìn một màn này ở trong mắt, tất cả mọi người khiếp sợ, từng người trợn to hai mắt, cực kỳ khó tin. Tình huống bình thường không thể quấy nhiễu lôi kiếp, nguyên thần của Ngô Sư cứu người đi, làm sao không có vấn đề? Ai nói không có việc gì? Đã tới. Vẻ mặt nghiêm túc, Trương Huyền lắc đầu. Mọi người vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy lôi vân ở trên bầu trời càng ngày càng mạnh, lúc đầu lập tức sẽ tản mất, hiện tại lại bắt đầu tích tụ. Ngô Sư vừa mới đột phá đến ngụy xuất khiếu, không thể thu hút lôi đình, bởi vậy đi cứu hình đường chủ, có thể thuận lợi cứu nguyên thần trở về. Bất quá, lần này cũng bị lôi đình phát hiện, phải đối mặt xuất khiếu kiếp. Trương Huyền nói, hắn cũng phải đối mặt. Chương 2282, quỷ quật xuất hiện 2. Thân thể mọi người nhoáng một cái. Cái này cùng không cứu người khác nhau ở chỗ nào. Mới vừa cứu một cái, lại làm cho một cái khác rơi vào nguy hiểm, làm không cẩn thận còn có thể bị đánh chết tại chỗ. Ngô Sư, còn không mau trở lại thân thể. Không để ý tới mọi người khiếp sợ, Trương Huyền quát. Vâng. Cũng phát hiện bị lôi đình thu hút, Ngô Sư bị dọa đến thân thể phát run, vội vàng bay trở về, chui vào thân thể. Trương Sư, ta nên làm cái gì? Vội vàng nhìn qua, lôi vân này, là bởi vì cảm nhận được khí tức của ngươi mới hội tụ, phần lớn lôi điện đã bị hình đường chủ hấp thu, chỉ cần không xuất khiếu, hẳn là có thể kháng trụ. Đi tới trước mặt, chụp lên người đối phương mấy lần, Trương Huyền biết Ngô Sư bởi vì cứu người, mới để cho lôi đình hội tụ lần nữa, có điều trải qua một lần lôi kiếp, phần lớn lôi điện đã bị hình đường chủ hấp thu, vội vàng hội tụ, uy lực hẳn là sẽ không quá lớn. Cho dù Ngô Sư vừa đột phá, nhưng mới nuốt linh nguyên đan, lại thêm nguyên thần thiếu hụt tu bổ hoàn chỉnh, cho dù không có tu luyện thiên đạo công pháp bản rút gọn, mượn nhờ thân thể mà nói, hẳn là cũng có thể chống lại. Phần lớn bị hình đường chủ hấp thu, vậy là tốt rồi. Nghe được giải thích, Ngô Sư thở phào nhẹ nhõm, đang cảm thấy vui mừng, liền nghe một tiếng sét đánh, một đạo thiểm điện bổ xuống. Rầm, tóc dựng thẳng lên, nguyên thần bị đột nhiên công kích, suýt chút nữa nổ thành bột phấn. Cái này gọi là phần lớn bị hấp thu, làm sao cảm giác uy lực càng lớn. Mắt tối sầm lại, Ngô Sư sắp ngất đi. Không phải nói bị hình đường chủ hấp thu ư, làm sao uy lực còn cường đại như thế. Đang cắn răng kiên trì, không biết như thế nào cho phải, liền nghe thanh niên ở cách đó không xa có chút ngượng ngùng mở miệng. Thật không tiện, tính sai. Hình như bởi vì sự gia nhập của ngươi, lực lượng lôi đình so với vừa rồi còn lớn hơn, chẳng qua không có việc gì. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, có lẽ có thể nhẹ nhõm vượt qua. Ngô Sư,
còn tưởng rằng kẻ trước mắt này đáng giá tín nhiệm, không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy. Ngươi không có xác nhận liền ném ta tới. Làm sao chịu được? Đang không biết như thế nào cho phải, liền cảm thấy lôi điện ở trong người càng tích tụ càng nhiều, lại không chú ý, sẽ rất khó đối kháng. Dầm! Lôi đình nổ tung ở trong người, nguyên thần ở dưới lực lượng khổng lồ trùng kích, lập tức bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thân thể giống như bao tải, vỡ vụn 7-8 phần, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, trực tiếp tử vong. Xong! Ngô sư sầm mặt lại, tràn đầy tuyệt vọng. Vừa mới đột phá, ngay cả tu vi cũng không có củng cố, liền đối mặt xuất khiếu kiếp, căn bản là không chống lại được. Xì 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 xì. Đang cảm thấy lôi điện đánh tới lần nữa, nguyên thần sẽ vỡ vụn, hoàn toàn biến mất, liền cảm thấy một đạo chân khí bừng lên ở trong người, thương thế trước đó dùng tốc độ mắt trần có thể thấy được khôi phục. Đạo chân khí này, mang theo thiên đạo uy áp, tinh thuần đến cực điểm, cho dù thương thế của nguyên thần cũng có thể tùy tiện chữa trị. Đây là, Trương Sư lưu lại ở trong cơ thể ta. Nắm đấm căng thẳng. Sự tình Trương Sư là thiên nhận danh sư, hắn tận mắt nhìn thấy, đạo chân khí này thần kỳ như thế, nhất định là đối phương lưu lại. Khó trách dám để cho mình đi cứu hình đường chủ, nguyên lai đã lưu lại một tay. Hô! Chỉ chớp mắt, nguyên thần bị hao tổn liền khôi phục lại, ngay sau đó lôi đình đánh tới lần nữa. Bị thương, khôi phục. Khôi phục tiếp tục bị thương. Trải qua hơn 10 phút, cảm giác dạo địa ngục nhiều lần, lúc này Ngô sư mới thở phào nhẹ nhõm. Xuất khiếu kiếp kết thúc. Mở mắt nhìn lại, chỉ thấy lôi kiếp của hình đường chủ cũng đã đi qua, mây đen trên bầu trời tiêu tán. Mặc dù mới đầu hắn bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là chiến sư đường đường chủ, các phương diện đều vô cùng cường hãn, nhất là tu vi, cực kỳ tinh thuần, cho dù quá trình rất nguy hiểm, cuối cùng cũng cố gắng vượt qua. Đa tạ Trương sư. Đi tới trước mặt Trương Huyền, vội vàng ôm quyền. Nếu không phải chân khí của đối phương ở trong cơ thể hắn, khẳng định đã không chịu nổi, trực tiếp tử vong. Mặc dù rất thống khổ, lại tương đương thời gian ngắn để hắn tăng lên 2 cấp, từ nửa bước xuất khiếu trực tiếp đạt đến xuất khiếu cảnh sơ kỳ, lại thống khổ cũng đáng. Tràn đầy cảm kích, đang nghĩ nói vài câu, lại nghe Trương sư truyền âm ở bên tai. Đừng nói chuyện, giả bộ trọng thương. Không biết tại sao đối phương lại nói như vậy, có điều Ngô sư biết chắc dính dáng cực lớn, không dám nhiều lời, lúc này thân thể mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, hình như mất đi toàn bộ lực lượng. Ngô sư, Trương Cửu Tiêu vội vàng đi tới. Nâng đỡ đối phương, miễn cưỡng đứng dậy, Ngô sư đang muốn nhìn xem Trương sư đến cùng làm gì, liền nghe thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên. Xem ra ngươi đã biết chúng ta tới, đã như vậy, liền trực tiếp ra đi, dù sao ngươi cũng muốn giết ta. Ta cũng muốn giết ngươi, không cần thiết tiếp tục che giấu. Che giấu, Trương sư nói chuyện với ai? Ngô sư sững sờ. Không chỉ hắn khó hiểu, tất cả mọi người cũng tràn đầy nghi ngờ. Cái đảo hoang này, trừ bọn họ không có một ai, thực sự có người che giấu mà nói, dựa theo đạo lý, tuyệt đối chạy không khỏi thần trí của bọn hắn điều tra. Khặc khặc, không hổ là Trương sư, quả nhiên lợi hại, ta chỉ động chút tay chân, liền bị phát hiện. Mọi người tràn đầy không hiểu, đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe một thanh âm âm trầm vang lên, lập tức, liền thấy một mảnh lục địa chậm rãi từ chỗ sâu trong đầm lầy nổi lên, tựa như từ dưới đất chui ra ngoài. Cái này, đây chính là quỷ quật. Nhìn một cái, nắm đấm của Trương Cửu Tiêu căng thẳng. Chương 2283, gặp lại tâm ma 1. Đây là... Ngô sư vội vàng nhìn sang. Mặc dù là danh sư đường phó đường chủ của Thanh Nguyên Đế Quốc, quyền cao chức trọng, nhưng chưa bao giờ tới nơi này, cái gọi là quỷ quật, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Là một đảo nhỏ đường kính 2-3 dặm, ở chính giữa là một cái hồ bộ dáng như con mắt, nhìn không ra sâu cạn, bốn phía quái thạch san sát, mặc dù toàn bộ đảo nhỏ từ dưới đầm lầy chui ra, nhưng thật giống như có cái gì bảo hộ, mặt đất không có chút nước bùn, ngược lại mọc đủ loại cây cối bé nhỏ. Muốn giết ta, liền đến đi, không tới, các ngươi có thể từ từ tìm kiếm, ta không vội. Thanh âm âm trầm tiếp tục vang lên, mọi người liền thấy đảo nhỏ trước mắt như ẩn như hiện, bị một tầng sương mù bao phủ, tựa như lúc nào cũng sẽ ẩn vào đầm lầy, biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền đi qua, còn chưa đi xa, Liêu Điện chủ vội vàng ngăn ở trước mặt, tràn đầy cuống cuồng. Không thể đi, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chúng ta ở đây cũng bị hắn ám toán,
một khi đi qua, khẳng định sẽ rơi vào bẫy dập. Loại thực lực như hình đường chủ, cũng bất chi bất giác bị hố, suýt chút nữa bị lôi điện đánh chết, thật muốn đi vào hòn đảo nhỏ kia, làm không cẩn thận, sẽ trực tiếp rơi vào trong cạm bẫy mà đối phương bố trí, khó có thể chạy ra. Hắn đã biết chúng ta tới, trước thời hắn có chuẩn bị, hiện tại không đi, nương theo thời gian trôi qua, sẽ càng thêm nguy hiểm. Trương Huyền lắc đầu. Đối phương đã biết bọn hắn tới, nói cách khác, đã có chuẩn bị. Chờ ở đây, còn không bằng trực tiếp đi qua. Nếu không, bọn họ ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, sẽ càng thêm phiền phức. Thế nhưng mà, không đi qua, cũng sẽ bị đánh lén, nếu đã bị động, còn không bằng đi xem hắn muốn làm gì, thật muốn động thủ, đoán chừng chúng ta đã chết ít nhất hơn phân nửa. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền không nói thêm lời. Đối phương là ngoan nhân, hơn nữa ký ức rõ ràng khôi phục càng tốt hơn, thật muốn động thủ giết người, mình có lẽ có thể chống lại, nhưng ba vị trưởng lão nguyên thần cảnh đỉnh phong của danh sư đường, khẳng định không ngăn cản nổi. Thậm chí, đám người ngụy điện chủ cũng khó có thể chống lại. Đối phương không có làm như vậy, ngược lại mời bọn họ đi qua, tự nhiên phải đi qua nhìn một chút, đến cùng làm cái quỷ gì. Thấy hắn khư khư cố chấp, Liêu điện chủ đang không biết như thế nào cho phải, liền cảm thấy tay căng thẳng, lòng bàn tay nhiều ra một hồ lô rượu, đồng thời bên tai vang lên truyền âm. Cho hình đường chủ uống rượu ở bên trong. Uống rượu. Liêu điện chủ ngẩn ngơ. Hiện tại đường chủ mới vừa bị lôi đình bổ xong, toàn thân trên dưới không có một chỗ tốt, thậm chí nguyên thần cũng hứng chịu trọng thương. Loại tình huống này, nên dùng đan dược cẩn thận điều dưỡng, cho rượu làm gì. Nhanh đi. Đang không biết như thế nào cho phải, chỉ thấy Ngô Sư Hữu khí vô lực đi tới, lông mày dương lên, thấp giọng nói. Vâng, thấy hắn cũng nói như vậy, Liêu điện chủ không dám chần chừ, đi tới trước mặt hình đường chủ, mở miệng của hắn, rót rượu ngon vào. Thời gian không dài, chỉ thấy người sau mở mắt, mặc dù có tinh thần, lại cực kỳ uể oải. Trương sư đã đi qua, chúng ta cũng chung một chỗ, mọi người cùng tiến thối, cho dù chết, cũng phải chết chung một chỗ. Nói xong, ở dưới ngụy điện chủ nâng đỡ, đứng lên, run rẩy theo sau lưng Trương Huyền. Cười nhạt một tiếng, Trương Huyền cũng không ngừng, thân thể đạp mạnh, trực tiếp nhảy tới lục địa. Mọi người theo sát phía sau. Trên đảo nhỏ, dị thường yên tĩnh, như là tĩnh mịch, hình như có trận pháp gì đó ngăn cách không khí, đám người Ngô sư khẩn trương nhìn bốn phía, ánh mắt ngưng trọng. Nơi này hình như có trận pháp cấp 8, có thể phong bế cả hòn đảo. Ngay cả danh sư thất tinh như bọn hắn cũng nhìn không ra, trận pháp chỉ sợ không kém gì ở Khư Ngô Cung. Trận pháp cấp 8. Cho dù thực lực của bọn hắn tăng lên, thành cường giả xuất khiếu cảnh chân chính, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mặc dù cảm thấy ngoan nhân muốn giết mình rất khó, nhưng đi vào đảo cũng không dám xem thường. Cái tên này, lúc trước ngay cả khổng sư cũng có thể vây khốn, suýt chút nữa không thể chạy ra, thủ đoạn có thể nói kinh khủng. Minh Lý chi nhãn vận chuyển, lặng lẽ quan sát bốn phía. Trên đảo thật có trận pháp, có điều không phải là dùng để công kích, mà là dùng để phong ấn cùng che giấu. Nguyên lai mảnh lục địa này, cũng không phải từ phía dưới bơi lên, mà giống như thuyền, mượn nhờ lực lượng trận pháp trôi nổi ở trên đầm lầy, dạo chơi bốn phía, chỉ có hiển lộ cho người nó muốn cho thấy. Âm thầm suy đoán, ngoan nhân cần thôn vệ danh sư mới có thể khôi phục, sau đó cố ý khuếch đại năng lực của quỷ quật. Dẫn tới vô số danh sư tìm kiếm. Sau đó, hàng năm lại thả ra mấy người có duyên. Suy đoán càng nhiều, Trương Huyền dần dần hiểu được. Nghe nói nơi này có thể tăng thêm tâm cảnh, thu hút người càng tới càng nhiều, kết quả. Phần lớn danh sư đều bị ngoan nhân thôn phệ. Số ít người tâm cảnh bạo tăng, thành tuyên truyền sống. Tự nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, danh sư cũng không thể ngoại lệ. Không hổ là lão quái vật sống vài vạn năm, thủ đoạn so với ngón tay kia thì cao minh hơn nhiều. Ở Vân Vũ lĩnh thu phục xương ngón tay ngoan nhân, khống chế linh thú, thánh thú đối kháng nhân loại, dù cũng thôn phệ không ít danh sư, nhưng số lượng lại cực ít, so với nơi này, kém không phải một chút. Đi qua nhìn một chút, xem hồ nước có thể thu hút danh sư đổ xô tới đến cùng là cái gì. Lắc đầu, Trương Huyền nhấc chân đi về phía hồ nước. Trương sư, cẩn thận. Cái hồ nước này, có thể ánh ra tạp niệm của mình, một khi bị lợi dụng, sẽ rất khó chạy trốn. Chương 2284, gặp lại tâm ma 2. Thấy hắn đi đến hồ nước,
Ý định nhìn một chút, Trương Cửu Tiêu đi tới trước mặt, nhỏ giọng dặn dò. Hắn từng ở đây tu luyện qua một tháng. Đối với hồ nước này biết rất rõ ràng, có thể phản chiếu suy nghĩ trong lòng, xem thời gian càng dài, sinh sôi càng nhiều. Đối phương là vu hồn sư, một khi biết những ý niệm này, tiến hành sử dụng, sẽ hình thành tâm ma. Cho dù không cần ra tay, bọn họ cũng chống không được. Có lẽ tên kia ỷ vào cái này, mới để cho bọn họ lên đảo. Không sao, ta vừa vặn muốn nhìn một chút, tạp niệm của ta là cái gì. Trương Huyền cười cười. Trương Cửu Tiêu có thể nghĩ đến điểm này, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bất quá, nếu như không lên phía trước, đối phương ở đâu cũng không tìm được, sẽ một mực nằm ở bị động. Trương Sư. Thấy hắn không nghe khuyên bảo, Trương Cửu Tiêu nhìn về phía Ngô Sư, muốn hắn khuyên can giúp, lại thấy vị danh sư này uể oải, hiển nhiên vừa rồi thương thế thực sự quá nặng, ngay cả lời cũng nói không ra. Nhìn về phía hình đường chủ, gần giống như Ngô Sư, mí mắt thu lại, tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ. Được rồi, mấy người các ngươi đều ở nơi này chờ, ta đi qua là được, nếu như xuất hiện nguy hiểm, lập tức tới cứu viện. Dặn dò một câu, Trương Huyền không nói thêm lời, mấy bước đi tới trước mặt đầm nước. Mặt nước trong suốt, phản xạ tinh quang, tựa như có thể chiếu xạ tâm linh, nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy được một chút huyễn tượng, như là suy nghĩ. Hô! Ngay sau đó, Trương Huyền liền cảm thấy ý thức giống như bị kéo ra thân thể, đi vào một không gian đen kịt. Giống như lúc trước kinh nghiệm tâm ma kiếp, như một cái phòng kín mít, không ánh sáng, cũng không có thanh âm, buồn bực để cho người ta làm chuyện điên rồ. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh đen kịt từ trong bóng tối chậm rãi trôi nổi tới, mang theo thanh âm mê hoặc. Trương Huyền, là ta. Rất nhanh, đi tới trước mặt, lộ ra dung mạo, chính là Lạc Nhược Hy. Chỉ thấy nàng mang theo nụ cười yếu ớt, tựa như cửu thiên thần nữ, an tĩnh nhìn qua, xinh đẹp giống như trước đây, để cho người ta khó tin. Lần này xem như có một chút ý mới. Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trước đó gặp phải tâm ma, đều xấu xí kinh khủng, để cho người ta nhìn lên một cái liền buồn nôn, tên này vẫn còn tương đối thông minh, căn cứ tạp niệm của từ mình, biến thành bộ dáng của Lạc Nhược Hy. Xem ra là ngoan nhân xuất thủ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền thầm nghĩ. Cái hồ nước này có thể phản chiếu suy nghĩ của người, biết mình nghĩ cái gì, mà mình. Nghĩ nhất tự nhiên là Lạc Nhược Hy. Suy nghĩ phản chiếu ra, cũng không kịp xem, liền xuất hiện tâm ma giống như Lạc Nhược Hy. Nhất định là ngoan nhân lặng lẽ xuất thủ. Đổi lại người khác, nhìn thấy người yêu ngày nhớ đêm mong, khả năng không thể khống chế, không cách nào tự kiềm chế, Trương Huyền khác biệt. Không nói trước nắm giữ Thiên Đạo Thư Viện cùng Minh Lý Chi Nhãn có thể thấy rõ bản chất, chỉ nói 4 lần thiên nhận danh sư, 1 lần thiên nhận thánh giả, cũng đủ để cho hắn ở dưới loại tình huống này duy trì tỉnh táo, sẽ không bị mê hoặc. Trương Huyền, Lạc Nhược Hy, đi tới trước mặt, trong 2 con người đen nhánh, mang theo nhu tình, có thể hòa tan người. Người đã đến, thấy được bộ dáng này của nàng, Trương Huyền như bị mê hoặc trong nháy mắt, vội vã đi tới trước mặt. Khẽ vươn tay nắm bàn tay đối phương. Ta rất nhớ ngươi. Lạc Nhược Hy nỉ non. Trương Huyền nhẹ gật đầu, truyền âm qua. Ta cũng rất nhớ ngươi. Đúng rồi, ta chỗ này có một bản tâm ma đại pháp, ngươi có muốn học hay không? Tâm ma đại pháp. Lạc Nhược Hy cau mày. Đúng vậy, tâm ma tu luyện, có thể trở nên mạnh hơn, thoát ly ký chủ, trở thành cá thể độc lập, hết sức lợi hại. Trương Huyền tiếp tục truyền âm nói. Lạc Nhược Hy, yên tâm đi, bộ công pháp này ta kết hợp vu hồn, khải linh và rất nhiều chức nghiệp, cùng lưu ly luyện tâm quyết sáng tạo ra, không tin ta có thể nói cho ngươi nghe. Giữ chặt 2 tay của đối phương, cũng không thả ra, Trương Huyền miệng khép mở, thanh âm tiếp tục truyền qua. Tâm ma, thật ra thì cũng là một loại linh tính mang theo tư tưởng đặc thù của nhân loại, giống như 2 nhân cách, thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện, cho tu luyện giả một kích chí mạng. Bất quá! Tu luyện giả tử vong, tâm ma cũng sẽ biến mất. Dựa vào cái gì đường đường tâm ma, chỉ có thể trở thành phụ thuộc của tu luyện giả. Vì cái gì không thể thoát ly loại vận mệnh này. Bản tâm ma đại pháp này của ta, có tường thuật kỹ càng. Cái này, ánh mắt mập mờ, Lạc Nhược Hy càng nghe càng kích động. Đây là tâm ma đại pháp của ta, muốn học không? Muốn học nghe lời của ta, bái ta làm thầy, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Thanh âm của Trương Huyền tiếp tục vang lên. Lão sư, tâm ma quỳ mọp xuống đất. Phốc, nương theo nàng quỳ xuống,
Trương Huyền tựa hồ nghe đến thanh âm có người hộc máu. Chương 2285, bị nhốt một. Truyền thụ tâm ma đại pháp nghiên cứu ra được, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, phân phó một tiếng. Biến trở về hình dạng của mình đi. Vâng. Thân thể Lạc Nhược Hy nhoáng một cái, biến trở về bộ dáng tâm ma, toàn thân mang theo ma khí, để cho người ta nhìn lên một cái, liền cảm thấy tư duy hỗn loạn. Ngươi tên là gì? Ta, là mới vừa mượn nhờ suy nghĩ đản sinh tâm ma, còn không có tên. Tâm ma xấu hổ. Như vậy đi, ta lấy cho ngươi cái tên, liền gọi. Ma giáp đi. Suy nghĩ một chút, lấy tên cho tâm ma trước mắt. Đa tạ lão sư ban tên. Ma giáp đắc ý. Ma giáp, giáp trụ. Xem ra lão sư là muốn hắn giống như giáp trụ thủ hộ ở bên người. Ra ngoài đi. Đang cảm khái lão sư có học vấn, liền nghe thanh niên nói một tiếng, vội vàng gật đầu, tinh thần khẽ động, không gian đen kịt lập tức biến mất không thấy hình bóng. Ngay sau đó Trương Huyền thấy hoa mắt, phát hiện mình vẫn đứng ở trước hồ nước, hình như trước đó tất cả không có phát sinh. Trương sư, ngươi không sao chứ? Thấy hắn tỉnh táo, thanh âm của đám người Trương Cửu Tiêu vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người tràn đầy cuống cuồng, sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm đi, ta không sao. Trương Huyền xua tay. Ngươi, không có trải qua tâm ma sao? Thấy hắn lông tóc không tổn hao gì, Trương Cửu Tiêu có chút không tin. Cái hồ nước này, có thể phản chiếu ra suy nghĩ của người, những ý niệm này là căn nguyên của tâm ma, đối phương không ra tay ngược lại thì thôi, một khi động thủ, tất nhiên có thể biến hóa tâm ma, để cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Làm sao có thể chẳng có chuyện gì? Đã trải qua. Mỉm cười, Trương Huyền nhướng mày. Còn không ra bái kiến chư vị danh sư. Vâng. Khói đen lóe lên, tâm ma đen kịt lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, thần thái cung kính. Ma giáp gặp qua chư vị danh sư. Cái này. Đây là, tâm ma. Khóe miệng tất cả đều giật một cái, mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tâm ma còn sống. Hơn nữa chạy ra bên ngoài, nho nhã lễ độ như thế, còn là lần đầu tiên thấy. Trương sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thực sự nhịn không được, Liêu Đường chủ hỏi. Thân là tâm điện điện chủ, nhìn qua không biết bao nhiêu thư tịch có liên quan tới tâm ma, loại người này, bởi vì tâm mà sinh, hung tàn bá đạo, tránh còn không kịp, làm sao sẽ khéo léo như thế? Là lão sư cảm hóa ta, nếu không, ta vẫn như cũng ngơ ngơ ngác ngác trải qua sinh hoạt không rõ sống chết, suy nghĩ một chút thật sự là xấu hổ. Trương Huyền vẫn chưa trả lời. Ma giáp liền tràn đầy sùng bái cảm khái. Cảm hóa, lão sư. Da mặt lay động, trong mắt mọi người sắp chừng rơi trên mặt đất. Cái đồ chơi này dường như không phải sinh mệnh a. Cũng có thể thu làm học sinh. Không cần dầu dĩ ở loại việc nhỏ này, các ngươi có muốn sang đây xem một chút hay không? Trương Huyền chỉ hồ nước. Ta tới đi. Dừng lại một chút, Trương Cửu Tiêu nói. Nơi này hắn tới qua một lần, hồ nước chiếu ra tạp niệm. Có thể diễn sinh tâm ma. Thu tâm ma làm học sinh, lần thứ nhất thấy. Hắn cũng muốn thử một chút. Thấy hắn đi tới, một đạo ý niệm của Trương Huyền chui vào trong cơ thể đối phương, chuẩn bị ổn thỏa, lúc này mới lên tiếng. Xem đi. Vâng. Con mắt của Trương Cửu Tiêu rơi vào trên hồ nước, lập tức thấy được vô số tạp niệm, lộn xộn chồng chất, tựa như lúc nào cũng sẽ xâm nhập trong óc, để hắn làm chuyện điên rồ. Ầm ầm. Đang muốn chặt đứt những tạp niệm này, trước mắt nổ vang, giống như Trương Huyền trước đó, đi vào một không gian đen kịt. Phần phật, một ma đầu cao lớn chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, lộ ra cười gằn. Cái tâm ma này, là ta. Đạo ý niệm của Trương Huyền ở lại trong cơ thể Trương Cửu Tiêu, thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, nhịn không được lông mày nhảy loạn. Không nghĩ tới tâm ma lớn nhất của vị hậu nhân Trương gia này, lại là mình. Ta, nhất định sẽ vượt qua ngươi. Vốn còn muốn thu đệ tử, nhưng vừa nhìn thấy tâm ma, Trương Cửu Tiêu lập tức trở nên mê man, dốc cạn cả đáy giống to. Hắn không giống Trương Huyền, có thể khống chế suy nghĩ của mình, trong tích tắc tâm ma xuất hiện, toàn bộ tâm tình tiêu cực lên cao, đã mất đi lý trí. Vượt qua ta, tốt, ta có thể để cho ngươi vượt qua ta, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói tu luyện, rất dễ dàng làm được. Trong thanh âm của tâm ma mang theo mê hoặc. Được. Nhẹ gật đầu. Trương Cửu Tiêu lâm vào trầm luân. Nguyên lai người bình thường gặp được tâm ma là như vậy. Trương Huyền giật mình.
hắn gặp được tâm ma 3 lần, lần thứ nhất là phong thánh kiếp, xuất hiện hoảng hốt, cái khác đều rất tỉnh táo, vốn cho rằng những người khác cũng gần giống như hắn, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Tâm ma tùy tâm mà sinh, thời khắc xuất hiện, tu luyện giả đã nắm chắc không được nội tâm, tự nhiên rất dễ dàng gặp phải công kích, tẩu hỏa nhập ma. Xem ra phải xử lý một chút. Biết tâm ma của những người khác làm sao sinh ra, đạo ý niệm của Trương Huyền bay ra. Ma ma, ngoan, vi sư thu ngươi làm đồ đệ. Cửu Tiêu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn thấy Trương Cửu Tiêu đứng ở bên cạnh hồ nước, thân thể không tự chủ được run rẩy, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc. Trương sư nghiên cứu tâm ma cực cao, đã để hắn tới, sẽ không xảy ra vấn đề. Chương 2286, bị nhốt 2. Liêu điện chủ nói, vậy là tốt rồi. Mọi người gật đầu, đang muốn nói chuyện, lập tức nhìn thấy Trương Cửu Tiêu phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở mắt. Hô! Ngay sau đó lại một ma đầu toàn thân đen kịt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Huyền nhìn qua, giao phó một câu. Còn không bái kiến chư vị danh sư. Vâng, Ma Ất gặp qua chư vị danh sư. Vị tâm ma này vẻ mặt cung kính. Ma Ất! Tâm ma vừa rồi kia hơi choáng váng. Cái tên này như thế nào cảm giác có chút không đúng nhỉ? Tràn đầy nghi ngờ, liền nghe thanh âm của lão sư tiếp tục vang lên. Ai tiếp tục tới? Ta thử một chút đi. Liêu điện chủ đi lên phía trước. Thời gian không dài, lại một tâm ma xuất hiện ở cách đó không xa, khom người nhìn về phía mọi người. Ma Bính gặp qua chư vị danh sư. Ma Đinh gặp qua chư vị danh sư. Không phải giáp trụ thủ hộ, mà là giáp, ất, bính, đinh. Nghe được cái này, tâm ma rốt cuộc hiểu rõ, còn tưởng rằng Trương sư lấy tên cho hắn lợi hại bao nhiêu, không nghĩ tới cầu thả như thế. Ngực buồn bực suy nghĩ muốn hộc máu. Đã có 4 tâm ma, còn có ai muốn thử xem không? Nhìn mấy tâm ma trước mắt, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Ta tới. Ngụy điện chủ vội vàng nhảy trước. Ầm ầm. Còn chưa tới trước mặt, mặt đất lay động, hồ nước không ngừng lăn mình, nước bên trong nhanh chóng hạ thấp, như bồn tắm bị xả đáy. Một cái thềm đá chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, lan tràn xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Còn muốn tiếp tục thử tâm ma một chút à? Không nghĩ tới mới thử 4 cái, hồ nước liền khô héo, Trương Huyền nhíu mày. Muốn gặp ta, thì xuống đây đi. Lời còn chưa dứt, thanh âm dữ tợn của ngoan nhân vang lên, dường như tràn đầy tức giận. Cũng khó trách hắn tức giận. Vốn cho rằng chỉ cần đối phương quan sát hồ nước, liền có thể sinh ra tâm ma, hoàn toàn khống chế mọi người, không cần tốn nhiều sức, để hắn trở thành thuộc hạ của mình, nghe theo mệnh lệnh. Ai biết, lấy ra mấy tâm ma, đều bị đối phương thu làm học sinh. Tiếp tục như vậy nữa, bên kia không những không yếu, còn có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Diễn sinh ra tâm ma, là ta dùng để khống chế các ngươi, kết quả thành công cụ để các ngươi mạnh lên. Càng nghĩ càng buồn bực. Nếu không phải bị phong ấn, không cách nào đi ra, nếu không, khẳng định đã sớm xông lại, một chưởng đập chết Trương Huyền. Thấy qua không có theo sáo lộ an bài, nhưng chưa thấy qua hỗn đản như thế. Để cho người ta phát điên. Đi thôi. Nghe được tên này nói chuyện, lúc này Trương Huyền vẫn chưa thỏa mãn gọi mọi người một tiếng, dọc theo thềm đá đi xuống dưới. Mặc dù hồ nước vừa mới rút, nhưng trên thềm đá không có một giọt nước, bức tường bốn phía không biết dùng tảng đá gì điêu khắc, trong bóng tối thấy không rõ lắm cảnh tượng chung quanh. Cổ tay khẽ đảo, Trương Cửu Tiêu lấy ra mấy viên dạ minh châu, ném xuống. Ánh sáng ôn nhuận lập tức chiếu sáng nơi nơi. Là một đại sảnh rộng lớn, bởi vì tầm mắt, nên không nhìn thấy tình huống bên trong. Trương Huyền dẫn đầu đi xuống. Tiến vào bên trong, lập tức nhìn thấy từng thi thể đứng sừng sững ở bốn phía, dung mạo cùng thân hình, không có biến hóa chút nào, cũng đã không còn linh hồn, xem ra không biết chết bao lâu. Vô hồn kim nhân. Cái này. Trương Huyền nhíu mày. Thông qua quần áo, có thể thấy được những thứ này hầu như đều là danh sư. Luyện chế danh sư thành tượng đồng. Híp mắt lại, đang cảm thấy tràn đầy lửa giận, liền nghe thanh âm tràn đầy gấp gáp của quý sư vang lên. Lưu phó đường chủ, liền thấy hắn đứng ở trước mặt một tượng đồng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lưu phó đường chủ, vâng, vị này là danh sư đường phó đường chủ Lưu Nhất Vũ, 3 năm trước mất tích, còn tưởng rằng đi nơi nào bế quan, không nghĩ tới ở đây. Thân thể quý sư run rẩy. Cái này, sửng sốt một chút, Trương Huyền đang muốn an ủi.
chỉ thấy Ngô sư cũng tới trước mặt một tượng đồng. Hưng trưởng lão. Hưng trưởng lão là một vị trưởng lão của danh sư đường ta, 8 năm trước mất tích, tại sao lại ở chỗ này? Một vị trưởng lão của danh sư đường nhìn không được nói. Ở dưới Dạ Minh Châu chiếu rọi, mọi người dọc theo đại sảnh đi thẳng về phía trước, rất nhanh thấy được thật nhiều người quen, hầu như đều là danh sư nguyên thần cảnh. Phần lớn đều mất tích ở trong vòng 20 năm, vốn cho rằng đã vẫn lạc, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở đây biến thành loại đồ vật người không người, quỷ không quỷ này. Đây là vô hồn kim nhân, vu hồn sư có thể đoạt xá khô xác. Trương Huyền than thở. Đáng ghét. Vẻ mặt Ngô sư trắng bệch, cũng không biết là tổn thương chưa khỏi, hay là tức giận. Chuyện này, ta nhất định phải báo tổng bộ danh sư đường, giết hại danh sư, luyện chế thành khôi lỗi. Quả thực tội không thể tha. Khặc khặc, báo lên danh sư đường. Lời còn chưa dứt, thanh âm của ngoan nhân tiếp tục vang lên. Hiện tại đã không kịp. Dầm. Thanh âm kết thúc, mọi người liền nghe một tiếng nổ vang, ngay sau đó liền thấy lối vào có một cái cửa đá ngăn chặn cửa hang. Là Đoạn Long Tỏa. Nhận ra được, Trương Huyền sầm mặt lại. Không phải cái khác, chính là Đoạn Long Tỏa mà Thiên Công Sư chuyên môn luyện chế, một khi đóng lại, xuất khiếu cảnh đỉnh phong cũng khó mà phá vỡ. Phần phật, đang khiếp sợ, ngay sau đó liền thấy rất nhiều vô hồn kim nhân ở chung quanh, trong nháy mắt đồng thời mở mắt. Chương 2287, vây công 1. Những vô hồn kim nhân này, chừng hơn trăm, con mắt đen nhánh ở dưới Dạ Minh Châu chiếu rọi, phản xạ hồng quang, cho người ta một loại cảm giác âm trầm kinh khủng, hình như trong nháy mắt đi vào nghĩa địa, bị vô số thi thể vây quanh. Nguy rồi. Mọi người chỉ cảm thấy đầu nổ tung, vây ở một chỗ, nhìn bốn phía tràn đầy cảnh giác. Cửa hang bị Đoạn Long Tỏa phong bế, cũng nói rõ không trốn thoát được, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Mà trước mắt nhiều tượng đồng như vậy, đánh như thế nào? Dầm. Mọi người còn chưa rung động xong, một vô hồn kim nhân lập tức lao đến, thân ảnh vọt gấp, bàn tay đột nhiên đánh xuống. Trưởng lực tự nhiên, chân khí tung hoành, mọi người lập tức cảm nhận được cảm giác áp bách nồng đậm. Những vô hồn kim nhân này đều là nguyên thần cảnh đỉnh phong, trải qua phương pháp đặc thù luyện chế, thân thể cùng chân khí không có chút tổn hại nào, mấu chốt nhất là, hung hãn không sợ chết. Trương Huyền híp mắt lại. Không tiến vào, liền không thấy ngoan nhân, không cách nào giải quyết triệt để tai họa ngầm. Tiến đến, không nghĩ tới tên này mất trí như vậy, vậy mà bắt hơn 100 danh sư thánh vực tứ trọng, luyện chế thành tượng đồng. A, à, Ngụy Điện chủ tiến về phía trước một bước, đập bay tượng đồng xông tới, đang định xé nát, chỉ thấy một vị trưởng lão của danh sư đường ngăn ở trước mặt. Vị này là vương trưởng lão của danh sư đường chúng ta, cùng ta quen biết đã lâu. Có thể đừng hủy hoại thi thể, để cho ta mang hắn về an táng hay không? Cái này, Ngụy Điện chủ đang muốn nói chuyện, tượng đồng bị hắn đập bay lập tức lao đến, va chạm tới hắn, liên tục lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, suýt chút nữa hộc máu. Thân là chiến sư, dù sức chiến đấu vượt xa đối phương, nhưng tên này không biết đau đớn cũng không biết nguy hiểm, xem như hắn cũng có chút đau đầu. Không giết hắn, chúng ta liền bị giết, người muốn chết ở đây. Thì chớ liên lụy chúng ta. Ngực khó chịu, nhìn thấy tượng đồng khác cũng bắt đầu động, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại, Ngụy Điện chủ nhìn không được hét lớn. Cái này, vẻ mặt vị trưởng lão kia khó coi. Chung quanh rất nhiều thi thể, hắn đều biết, thậm chí không ít là hảo hữu ở chung mấy trăm năm, vốn nghĩ chỉ ít có thể mang theo thi thể trở về, để bọn hắn nhập thổ vi an, nhưng loại tình huống bây giờ, khẳng định không xong rồi. Ầm ầm, đang dầu dĩ. Một vô hồn kim nhân lao đến, năm ngón tay như câu, xé rách mà tới. Hồ trưởng lão. Nhìn thấy người này, nhớ tới thời gian trước kia, vị trưởng lão này cảm xúc kích động, hốc mắt đỏ bừng, thân thể chậm nửa nhịp, bả vai bị vạch ra vết máu, máu me đầm đìa. Tăng trưởng lão, hắn đã không phải là hồ trưởng lão, ý thức tiêu tán, đã biến thành người chết. Thấy vị này còn đắm chìm trong quá khứ, Trương Huyền nhíu mày. Người chiến sư đường rèn luyện qua sinh tử, biết nguy hiểm đã tới, nên làm thế nào, rất nhanh liền có thể vứt bỏ tình cảm trước đó, toàn lực chiến đấu. Nhưng người danh sư đường, ở phương diện này còn kém một chút, quá mức xử trí theo cảm tính. Hắn, vị tăng trưởng lão này giàu dĩ, cắn răng. Đúng, hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, nghênh đón tiếp lấy. Bành bành bành, vô hồn kim nhân ở chung quanh, giờ phút này tất cả đều lao đến. Vây quanh mọi người ở trung tâm.
rầm rầm. Nhiều cường giả nguyên thần cảnh đồng thời ra tay như vậy, mọi người lập tức cảm nhận được áp lực nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chống lại không được. Trương sư, chúng ta làm sao bây giờ? Liên tục đánh bay hai tượng đồng, Liều Điện chủ nhịn không được nói. Những người này không biết đau đớn, không biết tử vong, chỉ có chặt đầu mới sẽ không động. Hơn trăm người đồng thời vây công, cho dù thực lực của bọn hắn đều không yếu, nhưng giờ phút này bất cứ lúc nào cũng sẽ trọng thương. Vô hồn kim nhân, có người khống chế mới có thể thi triển, tìm được người khống chế chém giết hắn, nguy hiểm tự nhiên giải trừ. Trương Huyền nhíu mày. Những tượng đồng này, tất nhiên có người khống chế, mới có thể công kích như vậy, chỉ cần tìm được người này, hẳn có thể giải trừ tai họa ngầm. Tốt, chúng ta chống đỡ trước, Trương Sư, người mau chóng tìm kiếm. Ngụy Điện chủ cắn răng, hét lớn một tiếng. Chư vị, bày trận bảo hộ Trương Sư, Hình Đường chủ cùng Ngô Sư. Dầm. Tiếng nói kết thúc, mọi người lập tức hình thành vòng tròn, canh giữ Trương Huyền cùng Hình Đường chủ, Ngô Sư ở trong đó, cảnh giác nhìn bốn phía. Trương Huyền truyền cho bọn họ trận pháp, liên hợp lại uy lực cực mạnh, dù chung quanh có hơn trăm tượng đồng xung kích, nhưng trong thời gian ngắn là không thể xông vào. Trương Sư, có cần chúng ta động thủ hay không? Được bảo hộ ở giữa, Ngô Sư mặt mũi dầu dĩ, lặng lẽ truyền âm. Thương thế của hắn sớm đã được chân khí của Trương Sư chữa khỏi, hiện tại suy yếu, chỉ là ngụy trang mà thôi. Không nên gấp gáp, các ngươi là át chủ bài, tạm thời không thể bại lộ. Trương Huyền truyền âm. Thế nhưng mà, ta sợ bọn họ không kiên trì nổi. Không sao, mặc dù những vô hồn kim nhân này lợi hại, nhưng muốn phá vỡ trận pháp còn có chút khó, ta xem trước một chút, đến cùng là ai khống chế, có lẽ có thể tìm ra tung tích lão sư của Thanh Điền Hoàng. Trương Huyền nói, thật ra thì lấy thực lực của hắn, có thể tùy tiện phá vỡ hơn trăm tượng đồng vây công, sở dĩ không nhúc nhích, là muốn tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem đến cùng là ai khống chế đám người kia, thuận tiện cào đối phương ra. Nếu như là ngoan nhân, vậy càng đơn giản, tìm tới vị trí, tìm đúng thiếu hụt, sau đó hàng phục. Chương 2288, vây công 2. Một khi thành công, chẳng khác nào triệt để giải quyết tai họa ngầm của danh sư đường. Minh Lý Chi nhãn nhúc nhích, đồng thời thần thức lan tràn, Trương Huyền nhìn sang những tượng đồng kia. Là dùng danh sư còn sống luyện chế thành, linh hồn bị tiêu diệt, giữ lại thân thể, trong ánh mắt đều có ngọn lửa lóe lên, hẳn là một loại ý niệm đặc thù. Sở dĩ có thể tiến công mọi người, là nhận lấy loại ý niệm này dẫn dắt. Nhìn xem những ý niệm này từ đâu tới đây. Tùy tiện tìm một tượng đồng, Trương Huyền nhìn kỹ, con mắt lóe lên, hoa văn tăng nhiều. Trong phòng lập tức xuất hiện một sợi dây nhỏ kết nối. Những dây nhỏ này như lưới đánh cá, mỗi một tượng đồng đều kết nối một cái, giống như con rối, tất cả đầu dây hội tụ chung một chỗ, trực tiếp lan tràn vào sâu trong đại sảnh. Hồn lực của tên này thật mạnh. Ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng. Một người khống chế trên trăm tượng đồng làm ra công kích khác biệt, tiến hành chiến đấu khác biệt. Cái này cần hồn lực cực mạnh mới có thể làm được, xem như hắn cũng rất khó. Phía trước có trận pháp ngăn cản. Trương Huyền nhíu mày. Tiếp tục nhìn vào trong, sợi tơ còn chưa tới phần cuối, liền có trận pháp ngăn trở, để hắn không thấy được. Không nhìn thấy phần cuối, tìm không ra vị trí cụ thể của ngoan nhân, nhóm người mình sẽ một mực bị động. Chư vị chịu đựng, ta tiến lên nhìn một chút. Thân thể nhoáng một cái, từ trong mọi người bảo hộ bay ra, Trương Huyền dọc theo dây nhỏ tiến lên, nhanh chóng bay đi. Chỉ có chiến đấu với những tượng đồng này. Mới có thể duy trì đối phương điều khiển, nếu không, một khi giải quyết hết tượng đồng, không còn khống chế, dây nhỏ đứt gãy, cho dù muốn tìm cũng không tìm thấy. Phần phật, còn không có bay xa, ba tượng đồng liền lao đến, mang theo lực lượng cuồng bạo xé rách tới hắn. Trương sư cẩn thận, Liều Đường chủ vội vàng hô. Lời còn chưa dứt, liền thấy Trương sư ở trên không mặt cũng không xoay, nhìn cũng chưa từng nhìn tượng đồng một cái, bàn chân ở trên không trung nhẹ nhàng đạp mạnh. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Ba tượng đồng liền từ trên không trung rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên được. A hát a hát. Liều mạng giãy giụa, tượng đồng lại như bị núi lớn ngăn chặn, thủy chung không thể động đậy. Thật mạnh. Khóe miệng của Liều Đường chủ giật một cái. Những tượng đồng này hung hãn không sợ chết, xem như hắn, muốn vượt qua cũng khó khăn, Trương sư chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, liền cố định nó trên mặt đất. Lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ ba cái hắn cũng không phải đối thủ. Nửa tháng trước, ra tay với hắn, còn miễn cưỡng chạy trốn, không chống đỡ được.
mới qua thời gian ngắn như vậy, lại lợi hại thế kia, thiên phú này. Hắn cười khổ lắc đầu. Hơn nửa tháng trước, lần thứ nhất nhìn thấy Trương Sư, hắn cùng Hình Đường chủ, Ngụy Điện chủ đồng thời ra tay, suýt chút nữa chém giết, dù ý thức chiến đấu rất mạnh, nhưng lực lượng cùng công kích quá yếu, căn bản ngăn cản không nổi công kích của bọn họ. Mà bây giờ, cho dù ba người bọn họ liên thủ, xem ra cũng không phải đối thủ. Sống mấy trăm năm, gặp qua không ít thiên tài, nhưng mà tốc độ tiến bộ của vị trước mắt này, cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chưa từng nghe qua. Không biết tùy tiện triển lộ thân thủ, mang đến cho Lưu Điện chủ bao nhiêu rung động, một chân đạp ba tượng đồng không thể tiến công, tiếp tục đi đến. Bành 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 bành, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ cần tượng đồng xông tới tất cả đều bay ngược ra, từng cái dán ở trên mặt đất, trên vách tường, không cách nào nhúc nhích. Tu Vi đạt tới thai anh cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu đã có thể so với xuất khiếu cảnh trung kỳ, căn bản không phải những tượng đồng nguyên thần cảnh này có thể chống lại. Đi về phía trước một hồi, đánh bay hơn 20 tượng đồng, lúc này Trương Huyền mới đi tới phần cuối của đại sảnh. Sợi tơ trong mắt biến mất ở đây, giống như lan tràn đến sau bức tường, lại giống như căn bản không tồn tại. Là cơ quan thiên công. Nhìn bức tường một cái, Trương Huyền nhíu mày. Đây không phải bức tường bình thường, mà là do cơ quan sắp đặt thành, rất hiển nhiên gia hỏa dùng ý niệm điều khiển những tượng đồng kia, đang giấu ở đằng sau. Những cơ quan này, vây khốn người khác còn được, muốn ngăn cản ta. Lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái. Phần phật, trong đầu xuất hiện thư tịch. Đầu ngón tay đụng một cái, kiến thức trong đó trở thành ký ức. Lại là thiên công sư thất tinh đỉnh phong bố trí. Xem ra trong đống tượng đồng kia, còn có thiên công sư. Xem hết nội dung, Trương Huyền lắc đầu. Thanh Nguyên Thành, không có thiên công sư công hội, không có nghĩa là toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc không có. Thiên công sư thất tinh đỉnh phong, sắp đặt ra cơ quan, đổi lại người bình thường, dưới tình huống không biết cửa ải, rất khó phá giải, nhưng hắn không giống, kiến thức của thư viện đi vào trong óc, đã rõ cơ quan này như lòng bàn tay. Chập ngón tay làm kiếm, liên tục điểm 7-8 lần. Răng rác, răng rác, thanh âm lò xo vận chuyển vang lên, ngay sau đó liền thấy bức tường trước mắt tách ra, lộ ra một lối đi, dây nhỏ vừa rồi biến mất, đang lan tràn vào bên trong. Không do dự đi thẳng vào, Trương Huyền mới đi hai bước, lập tức cảm thấy một đạo kiếm khí bay thẳng tới mi tâm của mình. Chương 2289, Xích Thanh Lưỡng Nghi Kiếm 1. Cái gì? Con người thu hẹp, lông tơ toàn thân Trương Huyền dựng lên. Đạo kiếm khí này, tốc độ nhanh như sấm sét, trọng yếu nhất là uy lực cực mạnh, cho dù gần đây thực lực của hắn tăng nhiều, trong nháy mắt cũng rõ ràng, không né tránh mà nói, tất nhiên sẽ bị đâm thủng, bỏ mình tại chỗ. Dưới chân vạch một cái, thi triển ra hành giả vô cương, không gian giống như áp xúc, cả người dịch ngang hơn 3 mét, kề sát ở trên vách tường. Rầm, gió lạnh xẹt qua, kiếm khí từ một bên đâm tới, biến mất ở trước mắt. Nguy hiểm thật, may mắn gần đây hắn lý giải không gian cùng hành giả vô cương khắc sâu hơn, nếu không, lần này coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Kiếm khí thật là đáng sợ. Xuất khiếu cảnh, sơ kỳ đỉnh phong, nắm đấm căng thẳng. Mặc dù chỉ một kích, nhưng hắn đã xác định thực lực của đối phương, ít nhất đạt đến xuất khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí còn am hiểu kiếm pháp. Nếu không, căn bản thi triển không ra công kích lợi hại như thế. Dưới đánh lén, xem như hắn cũng suýt chút nữa không tránh thoát được. Xì xì xì, mới vừa thở phào, lại cảm thấy sát khí sôi trào, lại có hai đạo kiếm khí bắn tới, một trước một sau, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. A. Biết thông đạo chật hẹp, lại không thể trốn tránh giống như vừa rồi, Trương Huyền sầm mặt lại, cổ tay khẽ đảo, băng vũ kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vạch một cái, hai đạo kiếm khí nghênh đón. Dù băng vũ kiếm chỉ là thánh khí hạ phẩm, nhưng phối hợp thực lực của hắn bây giờ, uy lực cực mạnh, tựa như trong đêm tối sáng lên hai tia chớp, va chạm với kiếm khí đâm tới, lập tức phát ra âm bạo trầm muộn, chấn đá vụn ở hai bên bay loạn. Ông! Trường kiếm cong một cái. Suýt chút nữa đứt gãy. Đánh tan kiếm khí của đối phương, Trương Huyền cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục phóng đi. Rầm rầm. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng kiếm khí của đối phương nhanh hơn, mới đi hai bước, lần nữa cảm thấy kiếm khí xé rách, lần này có tới bốn đạo, cực kỳ hung hãn, chỉ cần tiến lên, vô cùng có khả năng bị đánh thành hai nửa. Băng vũ kiếm liên tục đánh xuống, chặn hết công kích, có điều lực lượng của đối phương như nắm giữ năng lực điệp ra, một kích mạnh hơn một kích.
bốn kiếm qua đi là sáu kiếm, hơn nữa lực lượng càng mạnh. Là một loại kiếm trận, hoặc là kiếm chiêu đặc thù. Mặc dù không biết đối diện rốt cuộc là ai, nhưng có thể thi triển ra loại công kích này, không phải võ kỹ đặc thù là sử dụng một loại kiếm trận lợi hại nào đó. Không còn dám khinh thị, chân khí trong cơ thể vận chuyển, hai hàng lông mày nâng lên, ngón tay điểm về phía trước. Ông! Không gian trước mắt giống như dính nhấp lại, sáu đạo kiếm khí ở trên không chậm chạp tiến lên, lại không còn uy hiếp như vừa rồi. Băng vũ kiếm đâm ra, phá vỡ từng chiêu, đang muốn tiếp tục tiến lên, đối diện đã xuất hiện tám kiếm. Tám đạo kiếm khí, uy lực càng lớn, vượt xa sáu kiếm vừa rồi, còn chưa tới trước mặt, không gian hắn ổn định liền bắt đầu lay động kịch liệt, rầm một tiếng, phân tán ra bốn phía. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Bị lực lượng phản phệ, Trương Huyền lui về sau hai bước, lòng bàn tay bỗng nhiên chảo một cái, chân khí hùng hồn hình thành một viên cầu, ngăn công kích ở bên ngoài, trong lòng hoảng sợ. Đạt tới thai anh cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu đã có thể so với xuất khiếu cảnh trung kỳ, thực lực như thế, lại bị mấy đạo kiếm khí ép lui về phía sau, đối diện sức chiến đấu mạnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Kiếm khí một đạo nhanh hơn một đạo, lực lượng một đạo vượt qua một đạo. Chẳng lẽ là Xích Thanh Lưỡng Nghi kiếm nổi tiếng 20 năm trước? Lông mày dương lên, một cái tên nhảy vào trong óc, nhìn qua tất cả sách của chiến sư đường, biết rất rõ một chút lịch sử điển cố. Chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, có hai vị chiến sư dùng kiếm thiên phú cao nhất, từng ở Tiềm Xung đế quốc chiếm được kiếm đạo truyền thừa, sáng chế ra một loại kiếm trận đặc thù, mệnh danh là Xích Thanh Lưỡng Nghi kiếm. Hai người liên thủ, cường giả xuất khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng không chống lại được. Chỉ bất quá, hai người này ở hơn 1000 năm trước đã chết rồi, hài cốt không còn. Chẳng lẽ, thi thể của hai người kia bị bắt tới nơi này, luyện thành tượng đồng? Thật muốn như vậy, thì có chút kinh khủng. Xem như hắn, đối đầu cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Không gặp người, liền nhìn không ra chiêu số thiếu hụt, tiếp tục bị động như vậy, ngoan nhân thừa cơ chạy trốn liền phiền toái. Biết tiếp tục trễ nải nữa, phiền phức sẽ càng nhiều, Trương Huyền thở ra một hơi, cổ tay khẽ đảo, Kim Nguyên đỉnh xuất hiện ở trước mắt. Tiến lên cho ta. Vâng, chủ nhân yên tâm, tôm tép nhãi nhép mà thôi, nhìn đỉnh đỉnh ta làm không chết hắn. Trong tiếng gầm gừ, Kim Nguyên đỉnh bay lên, trực tiếp xông về phía trước. Đinh đinh đang đang. Kiếm khí rơi xuống người nó, phát ra thanh âm thanh thúy. Kim Nguyên đỉnh dung hợp kim tinh huyền thạch, năng lực phòng ngự tăng mạnh, lại thêm thực lực đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ, dù kiếm khí của đối phương đáng sợ, nhưng muốn đâm thủng còn làm không được. Thấy nó nhẹ nhõm ngăn cản, Trương Huyền thở phào, theo sát ở sau lưng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thông đạo hẹp dài, chừng 7-80 mét, chỉ chốc lát, lần nữa đi tới một đại sảnh. Là một địa cung, đường kính chừng hơn 100 mét. Tiến vào bên trong, thần thức lại không chịu trận pháp ảnh hưởng, lan tràn ra phía ngoài, lập tức nhìn thấy hai thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Hai người này giống như vô hồn kim nhân ở phía ngoài, dù thân thể, làn da, lông tóc không khác người sống chút nào, nhưng không có chút biểu lộ, vừa nhìn liền biết mất đi linh hồn. Đánh xong ta liền muốn đi, ta dễ khi dễ như vậy sao? Thấy bọn họ muốn lui, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, lật tay chụp về phía hai người. Ầm ầm, lực lượng như rồng, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải phun tới. Đại Bi Thiên Ma Trưởng. Cảm nhận được trưởng lực mạnh mẽ, hai tượng đồng vội vàng xoay người, trường kiếm trong tay bổ ra. Bất quá, không còn lực lượng điệp ra vừa rồi, kiếm khí chỉ tương đương chiêu thứ nhất, còn không có hoàn toàn phát huy lực lượng, trưởng lực cũng đã đi tới trước ngực, ngay sau đó nghe được thanh âm xương sườn đứt gãy, hai tượng đồng loạt đập vào bức tường. Chủ nhân, lưu cho ta một cái. Chương 2290, Xích Thanh Lưỡng Nghi Kiếm 2. Thấy Trương Huyền vừa ra tay, hai người trực tiếp báo hỏng, Kim Nguyên đỉnh vội vàng hô. Thực lực tăng lên, thật vất vả gặp được một cái chơi vui, đương nhiên phải điên cuồng đánh một trận. Cho ngươi hết. Trương Huyền lắc đầu. Hắn muốn tìm là ngoan nhân, những tiểu lâu la này, chỉ cần mất đi sức chiến đấu là đủ. Vâng. Tràn đầy hưng phấn, Kim Nguyên đỉnh vọt tới hai vô hồn kim nhân, một đỉnh đâm đến. Đùng chít chít. Một vô hồn kim nhân bị đập thành bánh thịt, giống như bức họa treo trên tường. Chơi vui, chơi vui. Tràn đầy hưng phấn, thân thể Kim Nguyên đỉnh xoay một cái, đánh tới một cái khác, người sau giãy giụa từ trên tường rút ra, xoay người bỏ chạy. Đỉnh ra ta ra tay, trốn được sao? Hừ lạnh một tiếng,
Kim Nguyên Đỉnh vọt tới. Vô hồn kim nhân vội vàng rút kiếm tiến lên đón, bỗng nhiên bổ xuống. Kiếm chém lên lô đỉnh, phát ra một tiếng nổ vang, bị cắt thành hai đoạn, dư lực tuôn ra, lần nữa chấn tượng đồng lên tường. Rắc! Xương cốt cả người bị đè ép, giống như vừa rồi, biến thành bích họa. Ây! Trương Huyền lắc đầu. Còn nghĩ hai cỗ thi thể này là cao thủ của chiến sư đường, lưu lại toàn thây cho đối phương, để đám người hình đường chủ mang về, không nghĩ tới Kim Nguyên Đỉnh vừa ra tay, chính là cái kết quả này. Được rồi, cũng không phải đại sự gì. Dù sao người đã chết, nhập thổ vi an là được. Người chiến sư đường, không cứng nhắc giống như danh sư đường, còn chú ý tình cảm, trên chiến trường, đối mặt sinh tử, trước bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất, không có nhiều nghi thức như vậy. Minh Lý Chi Nhãn. Chém giết hai tượng đồng, Trương Huyền dọc theo dây nhỏ nhìn lại, lập tức nhìn thấy chúng lan tràn vào lòng đất. Đi tới trước mặt, ngón tay vẽ một cái, quả nhiên phát hiện lối vào một cơ quan. Chập ngón tay làm trưởng, nhẹ nhàng đẩy ra. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cơ quan mở ra. Ngươi qua đây. Không có vội đi vào, mà gọi một tiếng. Vâng. Kim Nguyên Đỉnh trực tiếp bay tới. Ngươi đi vào nhìn một chút, xem có cơ quan cùng nguy hiểm hay không. Trương Huyền dặn dò. Vừa rồi phá vỡ cơ quan, liền bị kiếm khí công kích, nếu không phải gần đây thực lực bạo tăng, khẳng định đã bị giết. Có Kim Nguyên Đỉnh, trước hết để cho tên ngốc này đi vào thăm dò, để mình có chuẩn bị. Được rồi. Kim Nguyên Đỉnh trực tiếp vào tới. Lạch cạch. Chủ nhân, ta bị kẹt. Nhìn một cái, Trương Huyền không còn gì để nói. Hình thể của tên này quá lớn, cửa vào quá nhỏ, vừa vặn kẹt ở trong đó, không thể động đậy. Ra đi. Che chán, hắn rút đối phương ra, bỏ vào không gian giới chỉ, lúc này Trương Huyền mới vận chuyển chân khí, chậm rãi đi vào trong. Thông đạo yên tĩnh, không có âm thanh, có kinh nghiệm vừa rồi, nên không dám xem thường, cầm trường kiếm ở trong tay, từng bước một tiến lên. Thời gian không dài, đi tới cuối cầu thang, lần này lại không có bất kỳ công kích. Lấy ra một viên Dạ Minh Châu ném xuống đất, lập tức chiếu sáng gian phòng trước mắt. Giống như phía trên, là một đại sảnh rộng lớn, cực kỳ trống trải, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Trương Huyền nhíu mày. Dây nhỏ khống chế tượng đồng, biến mất ở trong gian phòng này, còn tưởng rằng ngoan nhân sẽ trốn ở đây, không nghĩ tới một bóng người cũng không có. Kẽo kẹt. Đang muốn cẩn thận tìm kiếm, có phải còn có cơ quan gì hay không, liền nghe thanh âm lò xo vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, thông đạo vừa rồi mở ra đã đóng lại. Mặc dù không phải đoạn long tỏa, nhưng cơ quan tinh xảo, một khi đóng lại, không có Minh Lý Chi Nhãn, muốn tìm được cửa vào, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đây là định tách ta và đám người hình đường chủ ra. Sửng sốt một chút, Trương Huyền bừng tỉnh. Xem ra mục đích của đối phương rất đơn giản, là muốn tách mình và mọi người ra, như vậy một mình liền dễ dàng đối phó. Không có đi mở thông đạo, hít sâu một hơi, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Cơ quan đã đóng lại, xem ra chân tướng phơi bày, đã như vậy thì đi ra đi. Trương sư quả nhiên thông minh. Thanh âm kết thúc, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, một bóng người vóc người cao lớn từ trong vách tường chui ra, tựa như thuật xuyên tường. Biết là hiệu quả của một loại cơ quan nào đó, Trương Huyền cũng không thèm để ý, nhìn lại bóng người, chỉ nhìn một cái, lông mày nhìn không được nhíu lại. Ngươi, còn chưa chết. Xuất hiện ở trước mắt, không phải người khác. Chính là trước đó ở Thanh Nguyên Thành, bị mình siêu hồn, để ngoan nhân nuốt, Điền Thanh Phó Đường Chủ. Thanh Điền Hoàng. Chương 2291, Phá Cúc 1. Tên này không phải đã sớm chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chết, Thanh Điền Hoàng ta dễ dàng bị giết như vậy, làm sao có thể quản lý Thanh Điền nhất mạch, trở thành hoàng giả? Thanh Điền Hoàng cười lạnh, sát khí sao động. Ngươi giết bất quá là một phân thân của ta mà thôi. Phân thân. Trương Huyền cau mày. Điền Thanh là một đạo ý niệm đầu thai thành, xem như một trong phân thân, trước đó nhìn thấy ra hỏa mặt nạ đồng xanh, lại cũng chỉ là phân thân. Thanh Điền Hoàng này, cũng quá thần thông quảng đại đi. Cái kia là ta chia cắt linh hồn, hao tốn 500 năm mới bồi dưỡng ra được. Bị ngươi giết, muốn chết như thế nào, ngày hôm nay có thể tác thành ngươi. Thanh Điền Hoàng híp mắt lại, lộ ra hận ý nồng đậm. Hắn là hoàng giả của dị linh tộc. Cho dù che giấu khá hơn nữa, đi vào cương vực nhân loại, hơn nữa liên hệ với danh sư, cho nên cực kỳ cẩn thận. Gia hỏa mặt nạ đồng xanh, chỉ là hắn tiêu tốn đánh đổi cực lớn ngưng tụ thành phân thân.
Bản tôn vì an toàn, giấu ở nơi này. Dù có năng lực của vu hồn sư, nhưng ngưng tụ phân thân cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu, trọn vẹn bồi dưỡng 500 năm, kết quả bị tên này giết chết, hơn nữa giết hai cái, thậm chí ngay cả thập đại vương giả cũng không bỏ qua. Có thể nói, gia hỏa trước mắt này, hầu như diệt tộc toàn bộ thanh điền nhất mạch. Hận ý trong lòng có thể tưởng tượng được, hận không thể nghiền xương thành tro, giết chết tại chỗ. Ta muốn tự nhiên là chết già. Trương Huyền nói, không thể tùy theo ý ngươi rồi. Thanh Điền Hoàng hừ lạnh một tiếng, sát khí sôi trào. Ầm ầm. Thời gian nháy mắt, Trương Huyền liền cảm thấy hồn phách của mình giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ thu hút, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra. Biết đối phương đang thi triển câu hồn thuật, Trương Huyền nhíu mày. Mặc dù vu hồn của hắn rất lớn, lại bởi vì không có tu luyện công pháp thích hợp, sức chiến đấu không mạnh, giờ phút này mạnh nhất là thân thể cùng chân khí. Một khi hồn phách ly thể, tất nhiên rơi vào nguy hiểm. Thiên đạo chân khí vận chuyển, ổn định linh hồn, bàn chân xoay chuyển trên mặt đất, đột nhiên Trương Huyền lao ra ngoài. Dù sao đã là sinh tử đại thù, cũng không cần nương tay. Dầm! Chân khí hùng hồn lao nhanh ở trong kinh mạch, Trương Huyền tựa như biến thành hùng sư trên thảo nguyên, trường kiếm lăng không vạch một cái, cả người giống như biến thành một thanh trường kiếm đâm tới. Nhân kiếm hợp nhất. Ở khí điện của chiến sư đường, đã học thư tịch liên quan tới kiếm thuật một lần, thiên đạo kiếm pháp đạt đến thánh vực, giờ phút này thi triển ra tuyệt chiêu nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí lan tràn, tựa như một cầu vồng treo ở trên địa cung. Có chút bản lĩnh, không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này, dùng thủ đoạn câu hồn không có sinh ra hiệu quả, ngược lại công kích đến, Thanh Điền Hoàng híp mắt, không để ý tới câu hồn nữa, bàn tay chộp tới. Ông! Không khí trước mắt đọng lại, tốc độ kiếm khí tiến lên lập tức trở nên chậm lại. Xuất khiếu cảnh, hậu kỳ. Trong lòng Trương Huyền căng thẳng. Đối phương vừa ra tay, hắn đã biết đạt đến thực lực gì. So với gia hỏa mặt nạ đồng xanh, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, thế mà đã đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Xuất khiếu cảnh, mỗi một tiểu cấp trải qua một lần lôi kiếp, đạt tới hậu kỳ, đã trải qua ba lần lôi kiếp, căn bản không phải thai anh cảnh đỉnh phong như hắn có thể chống lại. Phá! Trường kiếm bỗng nhiên xuống cắt. Kiếm khí vô cùng sắc bén giống như cắt phá gấm lụa, đâm rách ràng buộc trước mắt. Mới vừa cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều, chỉ thấy Thanh Điền Hoàng lật tay, một trường ấn chụp tới. Vẻ mặt khó coi, trường kiếm nâng lên, nghênh đón tiếp lấy. Quá mức vội vàng chưa kịp thi triển ra toàn bộ lực lượng liền bị đánh trúng. Bành! Băng vũ kiếm bay ngược ra, cắm vào trên vách tường cách đó không xa, không ngừng lay động, hắn cũng ngã xuống đất, đập ra một cái hố to. Dù có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng nhiều nhất tương đương xuất khiếu cảnh trung kỳ, so với hậu kỳ, còn kém một đoạn rất lớn. Chỉ chút trình độ ấy mà nói, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đánh bay Trương Huyền, Thanh Điền Hoàng cười lạnh, sát lục chi khí tràn ngập cả phòng, ngón tay lại vồ một cái, nghiền ép tới. Muốn giết ta, phải xem ngươi có thực lực cùng thủ đoạn này hay không. Thân thể từ dưới đất nhảy dựng lên, Trương Huyền lật tay nhấn xuống. Đại Bi Thiên Ma Trưởng. Ầm ầm. Cung tay của đối phương va chạm, sắc mặt đỏ bừng, lại liên tục lui về sau 7-8 bước. Đối phương là hoàng giả của Thanh Điền nhất tộc, sống không biết bao nhiêu năm, lý giải chiến đấu cũng không yếu, lại thêm tu vi cao xa, Trương Huyền tới đối chiến, vậy mà không chiếm được một chút tiện nghi. Nằm xuống đi. Thanh Điền Hoàng cười lạnh, năm ngón tay giống như móc sắt. Thi triển toàn bộ thực lực của xuất khiếu cảnh hậu kỳ, giam cầm bốn phía. Bất kể Trương Huyền chạy đi đâu, cũng khó có thể tránh né. Chiêu này không chỉ công kích vật lý, còn mang theo công kích linh hồn, tâm cảnh hơi yếu, sẽ bị phá hủy tâm lý phòng ngự. Nắm đấm căng thẳng. Chiêu này của đối phương thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chỉ là tiện tay chảo một cái, nhưng Trương Huyền lý giải võ kỹ cực sâu, liếc mắt liền nhìn ra đáng sợ. Không chỉ có chân khí công kích, để cho người ta khó trốn tránh, còn có thể cho người ta một loại cảm giác ám chỉ cực mạnh. Chương 2292, Phá Cúc 2. Thật giống như núi lớn sụp đổ, cho người ta một loại cảm giác không cách nào trốn tránh, một khi mặc cho loại ảo giác này mở rộng, cho dù thực lực có thể chống lại, cũng khẳng định chạy không khỏi. Tâm cảnh vận chuyển, nội tâm khủng hoảng, lập tức biến mất không thấy hình bóng, lông mày nâng lên, Trương Huyền dừng bước, thi triển ra hành giả vô cương, trong chốc lát tránh thoát bàn tay của đối phương, đồng thời một ngón tay điểm ra. Đại tinh thần chỉ. Ô ô,
chỉ lực tựa như mũi tên bắn ra, đâm tới con mắt của Thanh Điền Hoàng. Có thể nhanh như vậy liền phát hiện được con mắt của ta có thiếu hụt. Không hổ là danh sư thất tinh đỉnh phong. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thanh Điền Hoàng cũng không khẩn trương, cổ tay khẽ đảo, cong ngón búng ra. Bành! Một đạo quang mang đối đầu với đại tinh thần chỉ, hai hai tiêu tán trên không trung, Trương Huyền lần nữa lui về phía sau. Chiến đấu bắt đầu, hắn liền mượn nhờ Thiên Đạo Thư Viện nhìn ra thiếu hụt cùng sơ hở trên người đối phương, chỉ bất quá thực sự tên này quá mạnh, nhất là có thể khống chế hoàn cảnh chung quanh, mặc dù biết mệnh môn, công kích không thể tới gần người, thì không có hiệu quả. Cấp bậc càng cao, biết công hiệu của mệnh môn sẽ càng thấp. Trương Huyền hiểu được, thời điểm thực lực thấp, chỉ cần biết mệnh môn, có thể vượt cấp chém giết cường giả cao hơn hắn mấy cấp, nhưng nương theo tu vi càng ngày càng cao, tu luyện giả lĩnh ngộ không gian càng nhiều, lại muốn nhẹ nhõm làm được như vậy, gần như không có khả năng. Bất quá, không dễ giết đối phương, nhưng đối phương muốn giết hắn cũng khó. Bàn tay biến trưởng thành quyền, lăng không nhấc lên, đập qua. Răng rác, răng rác. Không gian trước mắt giống như xuất hiện vết rách, nắm đấm như mang theo sấm sét, đập về phía Thanh Điền Hoàng. Võ kỹ, Thiên Quyền Lôi Hải. Là một vị cường giả xuất khiếu cảnh, lúc xung kích xuất khiếu kiếp, quan sát lôi đình mà biểu lộ cảm xúc sáng tạo, ở Thanh Nguyên Đế Quốc được cho bài danh phía trên, lúc này Trương Huyền thi triển ra, uy lực càng hơn. Còn không có hoàn toàn phát huy, địa cung giống như bị lôi đình che kín. Thiên Quyền Lôi Hải, uy lực kém Đại Bi Thiên Ma Trưởng, nhưng ẩn chứa lôi đình, có ảnh hưởng rất lớn với Vu Hồn Sư, dùng để đối phó Thanh Điền Hoàng mà nói, uy lực còn muốn mạnh hơn nữa. Võ kỹ cũng không phải càng mạnh càng tốt, mà là tính nhắm vào cao, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, vô số cường giả mới liều mạng sáng chế càng nhiều võ kỹ mới. Không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này, chỉ có thánh vực tam trọng thai anh cảnh, không chỉ ngăn hắn luân phiên công kích, còn làm ra phản kích, vẻ mặt của Thanh Điền Hoàng khó coi, kìm lòng không được lui về sau hai bước, năm ngón tay mở ra, lại vồ một cái. Dầm. Lôi đình trước mắt, giống như bị một cỗ lực lượng đặc thù bao bọc, nhẹ nhàng bóp một cái, đồng thời nổ tung. Ta là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, trước sau trải qua ba lần lôi kiếp. Thiên lôi cũng không làm gì được ta, ngươi cảm thấy lôi đình bí thuật của ngươi có thể ảnh hưởng ta. Hừ lạnh một tiếng, Thanh Điền Hoàng bước về phía trước, ở dưới khí tức cường đại tôn lên, như một cự nhân không cách nào dung chuyển, cho dù dùng hết thủ đoạn, cũng không có phương pháp tổn thương chút nào. Ảnh hưởng tới ngươi không lớn. Bất quá băng vũ kiếm của ta thì sao? Trương Huyền cười một tiếng. Băng vũ kiếm. Thanh Điền Hoàng có chút không hiểu, nhíu mày. Vừa rồi đối phương cầm trường kiếm trong tay, đã bị hắn đánh bay, cắm vào trên tường. Nghĩ đến cái này, nhịn không được nhìn sang vị trí lúc nãy, vừa xem xét, con ngươi không khỏi co rụt lại. Kiếm đâu? Thanh trường kiếm kia đã không thấy tung tích, chẳng biết lúc nào bị đối phương lấy đi. Ở phía sau ngươi. Trương Huyền chỉ, Thanh Điền Hoàng sầm mặt lại, vội vàng xoay người, lại phát hiện không có cái gì. Nguy rồi, lúc này mới ý thức được bị đối phương lừa, thân thể nhoáng một cái, vội vàng nhảy qua một bên, có điều đã chậm, ngực tê dần, một trưởng ấn đánh tới, bị đánh kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng nhợt. Mặc dù đối phương vội vàng ra tay, lực công kích không mạnh, nhưng cũng để hắn có chút phát điên. Đường đường hoàng giả. Lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, thực lực đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ, lại bị một thai anh cảnh đánh. Quả thực chịu đựng không nổi. Ta muốn giết ngươi. Lần nữa gào thét, chân khí trong cơ thể sôi trào, đang muốn thi triển ra công kích mạnh nhất, liền nghe thanh niên nói. Ở phía dưới. Hừ, chiêu này còn có tác dụng với ta sao? Thấy đối phương lại còn đến, Thanh Điền Hoàng cắn chặt hàm răng, bàn tay bỗng nhiên vỗ, lực lượng tuôn trào ra. Đang định đập chết đối phương, liền nghe thanh âm ô ô từ phía dưới vang lên, cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy thanh trường kiếm kia chẳng biết lúc nào giấu ở trong lòng đất, trực tiếp đâm lên. Không có người công kích, chỉ bằng vào linh tính liền muốn giết ta. Cũng quá coi thường ta đi. Cười lạnh, bàn tay xoay một cái, vỗ tới thân kiếm, một khi tập trung, tất nhiên sẽ đánh nát, có điều lực lượng còn chưa hoàn toàn phát huy ra, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên đầu tuôn tới. Ngay sau đó liền thấy một cái lô đỉnh to lớn đặt mông ngồi xuống. Vội vàng giơ tay chặn lại. Oanh! Lực lượng của đối phương cực mạnh, hai tay không có chống đỡ, đầu gối mềm nhũn, ngồi xuống. Phốc! Trường kiếm xuyên cúc mà vào.
cánh hoa nở rộ từng đóa. A hát, thanh điền hoàng như là quỷ kêu. Chương 2293, phân thân bí pháp 1. Chậc chậc, Trương Huyền che mắt. Quá tàn nhẫn, hắn cũng không đành lòng nhìn. Đây chính là trường kiếm làm bạn hắn rất lâu, đâm vào cái chỗ kia, về sau còn dùng thế nào? Khẳng định thúi ngất trời. Băng vũ kiếm thực sự quá đáng thương. Hắn đồng cảm binh khí của mình, thanh điền hoàng lại cảm thấy sắp điên rồi. Hoàng giả dị linh tộc, đại quan khống chế một phương, tự mình ra tay đối phó một tiểu tử thai anh cảnh đã rất mất mặt, thế mà còn bị đối phương bạo cúc. Càng quan trọng hơn là, Lộ Đỉnh ở phía trên đang dùng cái mông to lớn không ngừng cọ lung tung ở trên mặt hắn, dường như cảm thấy rất thoải mái. Hai bút cùng vẽ, cảm giác nhục nhã mãnh liệt để hắn sắp phát điên. Tất cả các ngươi đều phải chết. Gào lên một tiếng, chân khí trong cơ thể nổ tung. Siêu. Trường kiếm bị hắn chấn ra ngoài cơ thể, Lộ Đỉnh cũng bay ra. Thật mạnh. Rít lên một tiếng, Kim Nguyên Đỉnh bay ở trên không, nhìn ra hỏa trước mắt tràn đầy cảnh giác. Chân khí của đối phương trùng kích, cái mông của nó cũng đỏ. Quả thực rất mạnh. Trương Huyền gật đầu. Chỉ bằng vào thực lực của hắn, muốn làm đối phương bị thương, khẳng định không được, cho nên liền từng bước thiết lập ván cục, để Kim Nguyên Đỉnh cùng băng vũ kiếm 22 hợp tác, một lần liền đắc thủ. Vốn cho rằng từ nơi đó cắm vào, coi như không chết, cũng gần như báo hỏng, không nghĩ tới còn có thể dùng chân khí bức kiếm ra, hơn nữa bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Không hổ là hoàng giả của thanh điền nhất mạch. Hoa cúc càm bằng sắt, khiến người ta ngưỡng mộ. Dầm. Còn không có cảm thán xong, chỉ thấy thanh điền hoàng ở trong tiếng gầm gừ, thân thể càng lúc càng lớn, giống như ăn thuốc tăng trọng, thời gian nháy mắt liền cao hơn 3 mét. Trương Huyền khó hiểu. Lớn như vậy có ý tứ gì? Thân thể biến lớn, tính linh hoạt sẽ yếu bớt, hơn nữa phạm vi bị công kích cũng tăng lớn, đây là tối kỵ trong chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, không có ngoài ý muốn đặc thù, căn bản là sẽ không để cho thân thể biến lớn, tên này đột nhiên tăng trưởng, để hắn không hiểu. A hát, nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tay trái của đối phương bắt lấy tay phải, bỗng nhiên kéo một cái. Tê lạp, thân thể vậy mà biến thành hai nửa. Cái này, chẳng lẽ cảm thấy hoa cúc bị đâm, không mặt mũi gặp người, xấu hổ tự sát. Trương Huyền nháy con mắt. Không chỉ hắn như vậy, Kim Nguyên Đỉnh cũng đứng ở trên không, có chút ngẩn người. Băng vũ kiếm ở một bên càng đình chỉ nôn ọe, ngơ ngác nhìn qua, giống như gặp quỷ. Bị đâm thì bị đâm, làm toàn thân nó thối hoắc, buồn nôn muốn ói. Nó khóc ư, náo loạn ư, không có. Làm người phải kiên cường. Làm vũ khí cũng phải kiên cường. Nó khó chịu như vậy cũng cố nhịn, người một hoàng giả, làm sao lại nghĩ không ra như vậy. Còn xé mình, thật hung ác. Chủ nhân, hắn không có chảy máu, hẳn là sử dụng bí pháp nào đó. Một người hai vũ khí đang ngây người, không rõ ràng cho lắm. Thanh âm của ngoan nhân đột nhiên vang lên. Bí pháp. Trương Huyền cau mày. Ký ức của ta không được đầy đủ, có chút nhớ không rõ, có điều, mới vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhớ tới hoàng thất dị linh tộc có một loại bí pháp đặc thù. Ngoan nhân nói. Loại bí pháp này, tương đồng nhân tộc đột nhiên bạo tăng lực lượng, là tiếp nhận thống khổ to lớn, trong thời gian ngắn chia mình ra thành hai cái. Một khi thành công, chẳng khác nào sức chiến đấu tăng gấp đôi. Bất quá cũng có thời gian hạn định, thời gian vừa tới, tự động khôi phục, hơn nữa tu vi giảm lớn. Đối phương hẳn là biết không phải đối thủ, ý định sử dụng bí pháp này. Phân tách, còn có loại năng lực này. Trương Huyền trợn mắt lên. Một thanh điền hoàng đã khó có thể đối phó, một khi thành công chia ra, chẳng phải sẽ xuất hiện hai cái. Mấu chốt nhất là, hai cái thanh điền hoàng không phải vấn đề 1+1=2, mà là nắm giữ chung tư duy, phối hợp lại. Chỉ sợ còn đáng sợ hơn xích thanh lưỡng nghi kiếm vừa rồi. Kim Nguyên Đỉnh, băng vũ kiếm, mau ngăn cản tên này. Trương Huyền la lên, đi đầu xông tới. Một cái cũng không phải đối thủ, hai cái. Làm không cẩn thận bọn họ đều vẫn lạc ở nơi này. Dầm. Người chưa đi tới, bàn tay đã bổ xuống. Đao khí như rồng. Hắn lấy tay làm đao, ý định chém đầu lâu của đối phương xuống. Kim Nguyên Đỉnh cùng băng vũ kiếm cũng kịp phản ứng, không để ý tất cả, đồng loạt phóng đi. Bất quá còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy thanh điền hoàng bị xé rách thành hai nửa, thân thể không ngừng nhúc nhích, thời gian nháy mắt lại sinh ra hai tay cùng hai chân, đã biến thành hai người giống nhau như đúc. Bành!
Trường đao của Trương Huyền bị một người bắt lấy, nhẹ nhàng lắc một cái, Trương Huyền lập tức bay ngược ra, lưng đâm vào vách tường, hơi đỏ mặt, phun ra máu tươi. Bành bành bành, thiên đạo chân khí vận chuyển, ngăn chặn thương thế, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kim nguyên đỉnh cùng băng vũ kiếm đều bị đánh bay, một cái cắm trên mặt đất, một cái đập ra hố to. Thanh Điền Hoàng chia ra thành hai, sức chiến đấu quả nhiên đại tăng, dù kim nguyên đỉnh cũng là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, lại không thể kháng trụ. Ép ta dùng ra chiêu này, người cũng coi như chết vinh quang. Hai thanh âm giao nhau chung một chỗ, cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ, Thanh Điền Hoàng nhìn về phía Trương Huyền, như hận không thể xé vỡ hắn. Giữ gìn hoa cúc không biết bao nhiêu năm, thế mà bị gia hỏa trước mắt này đâm, đã để hắn mất lý trí. Ngươi, cái nào là phân thân, cái nào là bản tôn? Chương 2294, phân thân bí pháp 2. Bay ở trên không, ánh mắt cảnh giác, Trương Huyền tùy thời chuẩn bị tránh né công kích của đối phương, đồng thời hỏi. Bất kể có phải là phân tách hay không, khẳng định có một cái là phân thân, một cái là bản tôn. Không có khả năng hai cái đều là bản thể. Ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi. Hai thanh Điền Hoàng đồng thời lao đến. Rầm. Địa cung giống như bị sát lục chân khí bao vây, Trương Huyền động một cái cũng cực kỳ khó khăn. Chặn hắn lại. Bàn tay nhấn một cái, đánh vỡ không gian ràng buộc, Trương Huyền hét lớn. Ngươi cái bị đâm hoa cúc này, chơi không chết ngươi, ta liền không gọi đỉnh đỉnh. Nghe được phân phó, kim nguyên đỉnh gào thét lao đến. Ngươi cũng phải chết. Hai vị thanh Điền Hoàng mí mắt nhảy một cái, tức giận đến sắp nổ tung. Mới vừa rồi bị đâm một cái, có thể nói là đau đớn lớn nhất trong lòng, đối phương lại trực tiếp kêu ra, quả thực tội không thể tha. Một cái trong đó nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Cả hai đối chiến chung một chỗ. Thấy kim nguyên đỉnh tách ra một cái, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường thương. Kiện binh khí này giống như băng vũ kiếm, cũng là thánh khí hạ phẩm, ở trong Khư Mô cung lấy được rất nhiều vũ khí, có điều tất cả đều mất linh tính. Rầm. Cánh tay nâng lên, đâm ra một thương. Xì xì xì. Đâm vào trong không khí, phát ra tiếng xé gió. Mặc dù Trương Huyền rất ít luyện thương, nhưng thương pháp của Trịnh Dương là hắn truyền thụ, thì triển ra thiên đạo thương pháp, so với kiếm pháp cũng không hề yếu. Cô cô cô. Thấy trường thương của hắn đâm tới. Thanh Điền Hoàng không có trốn tránh, híp mắt lại, nhẹ nhàng điểm một cái, liền ngăn thương mang ở bên ngoài. Móng tay của hắn đen kịt, sắc bén, hẳn là một loại vũ khí đặc thù. Trường thương tới va chạm, Trương Huyền lập tức cảm thấy lực lượng khổng lồ điên cuồng vọt tới, lần nữa lui về phía sau mấy bước. Đổi lại những người khác, liên tục chịu nhiều công kích như vậy, khẳng định đã trọng thương, lực lượng càng ngày càng yếu, nhưng Trương Huyền nắm giữ thiên đạo chân khí, năng lực khôi phục siêu cường. Cho dù bị thương, cũng có thể khôi phục rất nhanh, trong thời gian ngắn, ngược lại thực lực không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá kim nguyên đỉnh lại tương đương Thanh Điền Hoàng, nhưng không có chỉ điểm của mình, khẳng định không phải đối thủ, băng vũ kiếm thì càng không cần phải nói. Tiếp tục nữa, làm không cẩn thận, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương giết chết. Lại có thể phân tách ra phân thân, quả nhiên mạnh mẽ. Hít sâu một hơi, khôi phục thương thế trong cơ thể. Trương Huyền lui về phía sau mấy bước, híp mắt lại. Bước ta phân tách ra phân thân, ngươi, nhất định phải chết. Thanh Điền Hoàng cắn răng, vọt tới lần nữa. Còn ở trên không, bàn tay liền lăng không đánh xuống. Năm cái móng tay, giống như năm đạo kiếm khí, còn chưa tới trước mặt, liền muốn xé rách người. Trường thương của Trương Huyền lay động, vội vàng chặn lại, đồng thời thi triển hành giả vô cương, lùi về mấy chục mét. Hô hô! Vừa mới rời khỏi tại chỗ, chỉ thấy tên này lần nữa đi tới. Thanh Điền Hoàng thi triển bí pháp, tốc độ so với hắn cũng không hề yếu. Liên tục lui 7-8 lần, thay đổi nhiều phương hướng, Trương Huyền cảm thấy lông tơ sau lưng nổi lên, vội vàng xoay người, chỉ thấy một Thanh Điền Hoàng khác chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở sau lưng. Giờ phút này kim nguyên đỉnh cắm ngược ở trên mặt đất, mấy cái đùi không ngừng run rẩy, như mới vừa bị tên này đánh thảm, trong thời gian ngắn không cách nào chiến đấu. Băng vũ kiếm cũng cắm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, ngay cả tâm tình nhổ ra cũng không có. Ngươi chia ra phân thân, đường đường hoàng giả, hai cái đánh một mình ta. Không công bằng. Chậm rãi lui về phía sau, Trương Huyền cắn răng. Công bằng, ngươi chết liền công bằng. Hai thanh Điền Hoàng đồng thời nói, mang theo cười lạnh. Nếu như ngươi có thể chia, thì thi triển ra,
chia ra bao nhiêu ta cũng không ngại. Ta, cơ không biết loại bí pháp này. Trương Huyền lắc đầu. Vậy cũng đừng trách ta, ngày hôm nay, ta liền dùng phân thân nghiền ép ngươi. Trên mặt lộ ra dữ tợn, hai thanh điền hoàng cười gằn. Hai người đồng thời thi triển lực lượng, không gian bốn phía bị đóng lại, Trương Huyền giống như côn trùng bị giam cầm ở trong hổ phách, động cũng không thể động. Chân khí trong cơ thể sôi trào, đã dùng hết toàn lực, Trương Huyền mới rời khỏi tại chỗ, không có bay bao xa, chỉ thấy hai hoàng giả lần nữa đi tới trước mặt. Bành! Ngực tê dần, liền bị đánh bay ngược ra, mạnh mẽ đâm vào trên vách tường. Phốc! Giấy rụa bay ra, lung lay như muốn từ không trung rơi xuống, xem ra đã bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Cùng lắm thì mọi người cùng chết. Cảm nhận được tuyệt vọng, Trương Huyền gào thét. Chân khí trong cơ thể tăng lên, xem ra ý định tự bảo. Muốn tự bảo, nào có dễ dàng như vậy. Hai thanh điền hoàng đưa bàn tay, đang muốn động thủ, chân khí còn chưa tới ngón tay, đầu đã tê dần, hai cái đầu đồng thời nổ tung. Bành! Giống như pháo hoa sáng chói. Ngay sau đó hai cái nắm đấm từ đằng sau cổ của hai người duỗi ra. Ngươi! Đầu bị nổ tung, thanh điền hoàng dường như khó tin, con mắt lăn lăn, thấy rõ ràng người đánh lén hắn. Không phải người khác. Chính là Trương Huyền. Ngay sau đó nhìn thấy Trương Huyền đang tự bạo ngừng lại, trong mắt mang theo xem thường. Phân thân mà thôi, làm giống như nghiêu bức lắm vậy. Chương 2295, Thanh Điền Hoàng khóc một. Một Thanh Điền Hoàng đã rất khó chiến thắng, chia ra thành hai cái, gần như không có khả năng vượt qua, cho nên Trương Huyền thận trọng từng bước, trước giấu phân thân ở trong không gian giới chỉ, đặt ở một chỗ. Sau đó một mực lui về phía sau, bày ra điểm yếu, dẫn đối phương tới vị trí tính toán tốt. Cuối cùng làm bộ tự bạo, phân tán hai người chú ý, này mới để phân thân đánh lén thành công. Nghe đơn giản, trên thực tế lại dính dáng rất nhiều, dùng chiêu số gì, trốn bao xa, dừng lại ở nơi nào. Phân thân ở góc độ nào đánh lén mới không bị phát hiện. Tính toán kỹ càng, lại thêm phân thân trải qua khoảng thời gian này tu luyện, lực lượng đơn thuần còn mạnh hơn bản tôn. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lúc này mới một lần đắc thủ. Nếu không, chỉ bằng vào hắn cùng Kim Nguyên Đỉnh, căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương. Đáng ghét. Đầu nổ tung, hai thi thể từ không trung rớt xuống, Trương Huyền lập tức nghe được tiếng gào thét tức giận, hai vu hồn phân biệt từ trong thi thể bay ra. Nguyên thần của Thanh Điền Hoàng. Cái tên này phân tách thân thể, nguyên thần cũng chia thành hai. Ầm ầm. Nguyên thần vừa xuất hiện, không gian chung quanh càng thêm cứng lại, như lâm vào bùn lầy, đừng nói tiến lên, có thể duy trì tại nguyên chỗ cũng rất khó. Mất đi thân thể ràng buộc, nguyên thần càng thêm cường đại, dường như có thể phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Hô! Chịu đến thu hút, hai nguyên thần ở trên không trung chậm rãi dung hợp lại, lần nữa tạo thành một. Xem ra phân thân bí pháp của đối phương, dù có thể biến thành hai cái, nhưng thân thể hủy đi, nguyên thần rất khó duy trì nguyên trạng. Ta muốn ngươi chết. Khôi phục lại, không còn ưu thế vừa rồi, khuôn mặt của Thanh Điền Hoàng tái mét, gào lên một tiếng, lần nữa bắt tới Trương Huyền. Đường đường hoàng giả dĩ linh tộc, thi triển bí pháp, làm người không ra người quỷ không ra quỷ, không những không chém giết đối phương, ngược lại thân thể bị hủy, buồn bực để hắn sắp nổ tung. Nếu như nói trước đó, chỉ là bởi vì kế hoạch bị phá hư, thuộc hạ tử vong, muốn chém giết đối phương giữ lại mặt mũi, mà bây giờ, là không đội trời chung. Vừa rồi đã nói muốn ta chết, ta vẫn sống rất tốt, đừng hô, trước bắt lấy ta lại nói. Nghe đối phương uy hiếp, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, không những không tránh, ngược lại vọt tới. Xì 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 xì. Bàn tay của nguyên thần Thanh Điền Hoàng tiếp xúc với thân thể của hắn, giống như băng gặp sắt nóng, phát ra thanh âm bị ăn mòn, thời gian nháy mắt liền xuất hiện một cái động lớn. A hát! Thanh Điền Hoàng vội vàng rút tay về, giống như gặp quỷ nhìn qua. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi. Vừa rồi thời điểm có thân thể, đánh đối phương dục tiên dục tử, chỉ có thể trốn tránh, hiện tại còn lại nguyên thần, dựa theo tình huống bình thường, đối phương nên càng thêm e ngại mới phải, làm sao lại biến thành như vậy, ngược lại nguyên thần mình bị hủ thực. Cường giả xuất khiếu cảnh khác, ta không chống lại được, nhưng đối với ngươi, lại có rất nhiều phương pháp. Không để ý tới đối phương khiếp sợ, nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái. Chân khí trong cơ thể lập tức bừng lên, che kín cả đại sảnh. Đối phó nguyên thần xuất khiếu khác, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể bị động chịu đòn,
nhưng đối phương là vu hồn sư, lấy năng lực vu hồn thành tựu nguyên thần. Thiên đạo chân khí đúng lúc là khắc tinh. Chỉ cần thả thiên đạo chân khí ra ngoài, cho dù lực lượng của đối phương mạnh mẽ, cũng không có cách nào chống lại. Thật giống như dùng chùy sắt đập đá, cho dù lực công kích của cái trước rất lớn, nhưng chỉ cần mỗi lần dính vào một chút, thời gian lâu dài cũng sẽ bị ăn mòn đến cái gì cũng không còn sót lại. Đáng ghét! Thanh Điền Hoàng giận đến run rẩy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, ở dưới đối phương từng bước tính toán, lúc đầu hắn chiếm cứ ưu thế rất lớn, đã rơi vào bị động. Nhìn bốn phía giăng đầy chân khí, vẻ mặt hắn trắng bệch. Thân là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, có thể rõ ràng phát hiện, chân khí bốn phía đúng là khắc tinh của hắn, thật muốn xông vào, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, càng ngày càng yếu. Muốn ta chết, trước kéo người đệm lưng. Thanh Điền Hoàng cắn chặt hàm răng, gào lên một tiếng, bàn tay lăng không bắt đến. Chân khí của đối phương quái dị như vậy, có thể ăn mòn nguyên thần, vậy liền liều mạng nguyên thần bị ăn mòn sạch sẽ, cũng muốn trước chém hắn xuống ngựa. Cùng lắm thì mọi người đều chết. Ầm ầm, dùng ra toàn lực, uy thế của Thanh Điền Hoàng càng mạnh, một cái nháy mắt, Trương Huyền giống như rơi vào đầm lầy lần nữa. Bách túc chi trùng tử chi bất cương, không hổ là Thanh Điền Hoàng, quả nhiên lợi hại. Lắc đầu, toàn thân huyệt đạo Trương Huyền mở ra, chân khí trong cơ thể tuôn trào, không gian bị giam cầm lần nữa vỡ ra, cũng không cần võ kỹ, một trường bổ tới. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, trải qua ba lần lôi kiếp, quả nhiên không phải thực lực như hắn có thể tùy tiện chém giết. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Chân khí tuôn ra, ở trên không trung hội tụ thành trường ấn, tiếp xúc nguyên thần của đối phương, lập tức phát ra thanh âm thịt nướng nhỏ mỡ lên than. A hát. Nguyên thần của Thanh Điền Hoàng lập tức nhỏ một vòng. Đáng ghét. Chương 2296, Thanh Điền Hoàng khóc hai. Thanh Điền Hoàng cắn chặt hàm răng, lần nữa gào thét, biết vận dụng không gian muốn chém giết đối phương là không thể nào, thân thể nhoáng một cái, rời xa mấy chục mét, ngón tay nhấn tới. Nguyên thần của hắn có lực khống chế mạnh, cho dù chân khí của đối phương muốn công kích đến hắn, khoảng cách xa cũng lực bất tòng tâm. Ông! Chỉ lực hội tụ thành một đạo, tốc độ như sấm sét. Bành! Quả nhiên! Lần này Trương Huyền không chặn lại được, bị đánh trúng ngực bay ra ngoài. Bắt trước làm theo, phân thân cũng bị đánh bay. Không còn thiên đạo chân khí, đối phương thân là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, không phải có thể tùy ý nghiền sát. Không hổ là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của ta. Thấy tên này nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề bên mình, hơn nữa tìm được phương pháp giải quyết. Vận chuyển chân khí khôi phục thương thế, ánh mắt của Trương Huyền ngưng trọng. Còn tưởng rằng có thiên đạo chân khí gian lận, có thể tùy tiện chém giết đối phương, hiện tại xem ra, không dễ dàng như vậy. Thiên đạo chân khí là khắc tinh của vu hồn, nhưng chỉ cần đối phương kéo ra khoảng cách, không có võ kỹ chống đỡ, chân khí ở khoảng cách quá xa, lực liên kết sẽ yếu bớt. Cho dù có thể đánh bại, tiêu hao cũng sẽ cực kỳ to lớn, làm không cẩn thận chân khí toàn thân sẽ bị hao tổn sạch sẽ. Bây giờ còn chưa nhìn thấy ngoan nhân, chân khí liền tiêu hao sạch. Có chút được không bù mất. Làm sao bây giờ? Trương Huyền có chút ưu sầu, có điều thời gian không kịp để hắn ngẫm nghĩ, Thanh Điền Hoàng gào thét, lại một chỉ điểm tới. Ô ô ô! Lực lượng khổng lồ xé rách không khí, tựa hồ muốn xuyên thủng hắn. Thân thể nhoáng một cái tránh thoát công kích, đang muốn phản kích, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, Trương Huyền mỉm cười, cổ tay khẽ đảo. Một cái tế đàn rơi trên mặt đất. Bàn tay khẽ vỗ. Phần phật. Trận văn ở phía trên lập tức bị kích hoạt, một cỗ hấp lực hùng hồn thôn phệ tới Thanh Điền Hoàng. Đây là tế đàn ta bố trí ở Thanh Nguyên Thành. Bị lực lượng thu hút, nguyên thần của Thanh Điền Hoàng ở trên không trung nhoáng một cái, lập tức nhận ra được. Không phải cái khác, đúng là tế đàn mà phân thân của hắn bố trí ở Thanh Nguyên Thành, dùng để chém giết danh sư, bắt giữ linh hồn của đối phương. Không nghĩ tới bị đối phương mang theo, hơn nữa kích hoạt dùng để đối phó hắn. Thứ này, cần sát lục chi khí của dị linh tộc mới có thể kích hoạt, hơn nữa trận pháp hết sức phức tạp, xem như hắn, kích hoạt một lần cũng cần tiêu tốn đánh đổi rất lớn, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cái tên này đến cùng làm sao làm được? Dùng chính là chân khí của mình. Vội vàng nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Đối phương lại dùng chân khí của mình làm năng lượng cho tế đàn. Cái này cần chân khí hùng hậu như thế nào mới dám xa xỉ như vậy? Đang cảm thấy đối phương chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu,
liền cảm thấy hấp lực càng ngày càng mạnh, nguyên thần lay động, không khống chế được thân hình, lập tức bị hút tới trên tế đàn. Tế đàn dính dáng tới bí pháp của ngoan nhân, đối với linh hồn có hấp lực cực mạnh, nếu như vẫn còn thân thể, có lẽ còn có thể chống lại, giờ phút này, chỉ còn lại có nguyên thần, liền không chống lại được. Mới vừa bị hút vào, đang nghĩ phương pháp phá giải, liền thấy hai Trương Huyền đồng thời lao đến, điên cuồng công kích. Bàn tay, nắm đấm, bàn chân. Tất cả chiêu số có thể thi triển, thời gian nháy mắt liền toàn bộ rơi ở trên người. Đáng ghét. Tức giận đến oa oa kêu loạn, Thanh Điền Hoàng gào lên, lực lượng toàn thân bạo phát, hao tốn đánh đổi cực lớn, mới tránh thoát tế đàn thu hút, bỗng nhiên chộp tới đối phương. Công kích còn chưa tới trước mặt đối phương, hai Trương Huyền đồng thời vọt ra ngoài, trốn đến hơn 100 mét. Cúi đầu ý định hủy tế đàn đi, lại phát hiện đã bị đối phương thu vào nhẫn. Sắc mặt tái xanh, muốn xông qua chém giết đối phương, chỉ thấy tế đàn lại xuất hiện ở phía xa, sinh ra lực hấp dẫn cường đại. Dầm! Lần nữa bị hút tới, còn chưa kịp động đậy, hai Trương Huyền lại lao đến cuồng ẩu. Ta nhất định phải giết ngươi! Tức giận sắp điên rồi, tốn sức vất vả, Thanh Điền Hoàng lần nữa giãy giụa ra tế đàn, lại phát hiện hai người này đã chạy tới chỗ xa hơn, kích hoạt tế đàn. Lạch cạch! Lại bị hút qua, cuồng đánh! Liên tục mấy lần, nguyên thần của Thanh Điền Hoàng càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng yếu. Không nên vô sỉ như vậy à. Cảm nhận được mình tùy thời sẽ sụp đổ, Thanh Điền Hoàng khóc. Thấy qua danh sư lợi hại, gặp qua danh sư thực lực mạnh. Nhưng không có gặp qua vô sỉ như vậy. Chương 2297, nghe lời của ta một. Chủ nhân, thật là mạnh. Kim Nguyên đỉnh cắm trên mặt đất giãy giụa đứng lên, thấy rõ ràng tình huống xa xa. Nắp đỉnh nứt ra một khe hở, tựa như nhếch miệng. Vốn cho rằng dung hợp kim tinh huyền thạch, trải qua 3 lần lôi kiếp, thực lực đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ, đã là cao thủ cao thủ, làm sao cũng không nghĩ đến, chủ nhân còn ác hơn. Thanh Điền Hoàng thủ đoạn nhiều như vậy, chiêu số bảo vệ tính mạng mạnh như vậy, cũng bị hành hạ thê thảm, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nổi da gà. Xem ra, làm gì cũng không thể đối nghịch chủ nhân. Lời này là đúng. Nếu không, bị bán đi còn giúp đối phương đếm tiền. Tốt rồi. Lại một hồi quần ẩu, Trương Huyền khoát tay áo. Phân thân hậm hực, vẫn chưa thỏa mãn à. Ngày ngày bị giam ở trong không gian giới chỉ, thật vất vả có cơ hội đánh người, hắn rất chờ mong. Lúc này nguyên thần của Thanh Điền Hoàng đã yếu kém không thể lại yếu kém, tựa như lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Đã trải qua phân thân bí pháp, lại bị hai Trương Huyền không ngừng chơi đùa, không chỉ nguyên thần yếu kém. Tinh thần cũng đạt tới biên giới sụp đổ. Ta muốn, giết ngươi. Thanh Điền Hoàng uể oải, trong mắt tràn đầy hận ý. Ta biết rồi, chớ khẩn trương, ta siêu hồn một chút, nhẫn một chút, rất nhanh liền xong. An ủi một câu, ngón tay của Trương Huyền điểm ra, một đạo ý niệm hình thành dây nhỏ, trực tiếp chui vào mi tâm của Thanh Điền Hoàng. Không, thấy hắn thi triển loại bí pháp này, trong mắt Thanh Điền Hoàng tràn đầy hoảng sợ, dọa đến muốn chạy trốn. Nhưng hấp lực của tế đàn thực sự quá lớn, nằm ở phía trên bò loạn, nhưng trốn không ra. Phân thân, tới đè lên, trước siêu hồn xong, biết tin tức muốn biết lại nói. Thấy hắn chạy loạn, ý niệm không chui vào được, Trương Huyền dặn dò. Được. Phân thân hưng phấn, vội vã đi tới trước mặt, một chân đạp tới đầu của Thanh Điền Hoàng. Đùng chít chít. Vị hoàng giả dị linh tộc này nằm ở trên tế đàn, biến thành một chữ đại, tràn đầy khuất nhục. Toàn thân không ngừng nhúc nhích, muốn tránh thoát lại bất lực. Còn không nghe lời. Lắc đầu, phân thân quay đầu nhìn một cái. Kiếm tới. Phần phật. Băng vũ kiếm lập tức bay tới, rơi vào lòng bàn tay. Lộn xộn nữa, có tin ta cắm kiếm vào trong miệng ngươi không? Thanh Điền Hoàng lập tức ngừng lại, cứng ngắc tại nguyên chỗ, động cũng không dám động, ngoan giống như con rối. Cái này còn tạm được. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phân thân nhìn về phía Trương Huyền. Tốt rồi, đã bất động, ngươi siêu hồn đi. Dây nhỏ lập tức chui vào mi tâm của đối phương. Đang muốn cẩn thận quan sát, thẩm tra ngoan nhân đến cùng ở nơi nào, đột nhiên toàn bộ địa cung lay động, một thanh âm thâm trầm vang lên. Đường đường thiên nhận danh sư, lại biết phù hồn chi thuật. Nếu như ta tiết lộ tin tức này ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người muốn tới đây nghiên cứu ngươi? Giết ngươi! Trong thanh âm mang theo cười gằn. Tựa như vang lên ở bên tai, để cho người ta tìm không ra phương vị. Người rốt cục chịu lộ diện. Ngừng siêu hồn, cổ tay khẽ đảo,
thu tế đàn cùng thanh điền hoàng vào không gian giới chỉ, Trương Huyền đứng thẳng người. Hắn biết, ngoan nhân khẳng định ở lân cận, vừa rồi cái gọi là siêu hồn, chỉ vì thu hút đối phương đi ra. Có thể bằng thánh vực tam trọng đỉnh phong, chém giết thanh điền hoàng xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Không hổ là thiên nhận danh sư, giống như khổng sư năm đó, đối với tu luyện cùng chiến đấu, có lĩnh ngộ đặc thù, vượt xa những thiên tài khác. Ngoan nhân cảm khái. Bất quá còn quá trẻ, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nói xong, Trương Huyền lập tức cảm thấy lay động kịch liệt, trong đầu trời đất quay cuồng, vu hồn của mình giống như bị cái gì xé rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly thân thể. Khuôn mặt trầm xuống. Loại cảm giác này giống như ban đầu ở hậu viện Trần Chiết, không thể khống chế linh hồn, sẽ bị đối phương thôn phệ. Thiên đạo chân khí vận chuyển, Trương Huyền chống cự lại hấp lực to lớn, có điều lực lượng thực sự quá lớn, trong chớp mắt, trước mắt giống như nhiều hơn một cái lỗ đen đen kịt, muốn thôn phệ hắn vào. Phần phật, vu hồn bị rút ra thân thể, đi tới trước mặt tế đàn. Cái này, vu hồn thật lớn. Ngoan nhân sững sờ, dường như cũng giật nảy mình. Hắn tinh thông vu hồn bí thuật, vu hồn cũng rất cường đại, nằm mơ cũng không nghĩ đến, gia hỏa này càng lớn, đã vượt ra khỏi phạm trù có thể lý giải. Ngươi hẳn phải biết, ta có năng lực nhẹ nhõm giết ngươi. Khiếp sợ chỉ một cái chớp mắt, rất nhanh khôi phục lại, đôi mắt của ngoan nhân từ trong lỗ đen chậm rãi bay ra, an tĩnh nhìn lại. Quả thực có năng lực chém giết ta. Trương Huyền gật đầu. Biết là tốt. Ngoan nhân cười cười. Có thể giết ngươi. Lại không động thủ, người có lẽ rõ ràng. Người đối với ta còn có giá trị lợi dụng. Người muốn ta thả ngươi ra ngoài. Trương Huyền nhìn qua. Chương 2298, nghe lời của ta, 2. Nói chuyện với người thông minh liền đơn giản. Chỉ cần có thể giúp ta thoát vây, có thể không giết ngươi. Ngoan nhân nói. Không giết ta, có phải một khi thoát vây, sẽ luyện chế ta thành tượng đồng hoặc khôi lỗi không? Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ có khôi lỗi hoặc tượng đồng, mới sẽ không nhiều lời. Ngoan nhân cũng không phủ nhận, thản nhiên nói. Đã như vậy, dù sao cũng là chết một lần, vì sao ta phải thả ngươi ra? Trương Huyền lắc đầu. Dù sao đối phương muốn giết mình, cần gì tốn sức cứu hắn ra? Cái này không thể theo ngươi, nếu như ngươi muốn tận mắt nhìn thấy, đám danh sư theo ngươi đều chết ở chỗ này. Có thể không cần đáp ứng. Ngoan nhân hừ lạnh, ngay sau đó lỗ đen nhoáng một cái. Hiện lên một hình ảnh. Chính là đám người hình đường chủ. Lúc này mọi người vẫn bị vô số vô hồn kim nhân vây khốn, thủ hộ ở bên ngoài đám người Ngụy điện chủ, Lưu điện chủ, đã bị thương không nhẹ, kiệt sức. Mặc dù thực lực của mọi người không yếu, nhưng đối mặt nhiều vô hồn kim nhân không biết đau đớn, không biết mệt nhọc như vậy, vẫn không chống lại được. Hô! Mọi người vốn không kiên trì nổi, trong phòng không biết có cơ quan gì mở ra, lại một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đồng dạng là vô hồn kim nhân, chẳng qua cấp bậc cường đại hơn quá nhiều, đã đạt đến xuất khiếu cảnh trung kỳ, chân khí từ trong huyệt đạo bắn ra, mang theo sát khí nồng đậm. Những tượng đồng này vốn đã không chịu nổi, nếu như ta lại ra tay, người cảm thấy đám người này có thể sống sót mấy cái. Thấy người này xuất hiện, con mắt nhìn Trương Huyền một cái, ngoan nhân cười lạnh. Ngay sau đó, vô hồn kim nhân ở trong hình ảnh lóe lên, xông vào đám người. Mọi người phòng ngự tốt. Ngụy điện chủ biến sắc, vội vàng hét lớn, có điều lời còn chưa dứt, đối phương đã đi tới trước mặt, bàn tay bao phủ xuống. Bành! Sắc mặt trắng nhợt, Ngụy điện chủ bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã ở trên vách tường, từng ngụm hộc máu. Vị trí của hắn xuất hiện chỗ trống, trận pháp lập tức xuất hiện sơ hở, mọi người còn chưa kịp điều chỉnh, chỉ thấy tên này chui vào đám người, đánh về phía Lưu điện chủ. Răng rắc! Dựa theo tình huống bình thường, thực lực của Lưu điện chủ toàn lực bạo phát, có thể ngăn cản mấy chiêu. Nhưng chiến đấu thời gian dài như vậy, chân khí cùng thể lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, đồng dạng không có kịp phản ứng, liền bị đánh trúng, nằm dạp trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch. Một cái nháy mắt, mấy người đi theo Trương Huyền liền bị thương hai cái. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Thấy hai đồng bạn trọng thương, Trương Cửu Tiêu gào thét, thánh khí trung phẩm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bổ tới tượng đồng trước mắt. Dường như sớm có phòng bị, ngón tay của tượng đồng điểm một cái. Ông! Trường kiếm ngừng lại ở trên không trung. Vẻ mặt đỏ lên, Trương Cửu Tiêu đã dùng hết toàn lực, cũng không thể động đậy, như bị nhựa cao su dán cứng. Hắn bất quá là cường giả nguyên thần cảnh sơ kỳ, cho dù sức chiến đấu kinh người,
nhưng so với xuất khiếu cảnh trung kỳ, kém thực sự quá nhiều. Định trụ hắn, vô hồn kim nhân cười lạnh, đi tới trước mặt, nhẹ nhàng nhấn một cái. Lạch cạch, Trương Cửu Tiêu bay ngược ra, có điều người giữa không trung, trong ngực lóe lên quang mang, như kích hoạt hộ thân phù gì đó, ngừng lại. Thân là con em đại gia tộc, pháp bảo bảo vệ tính mạng vẫn có một ít. Thú vị, bất quá thứ này muốn ngăn trở ta, không có cửa đâu. Thấy cảnh này, ngoan nhân cười lạnh. Ở dưới hắn khống chế, vô hồn kim nhân đầu gối uốn lượn, bỗng nhiên đạp mạnh, lần nữa vọt tới, năm ngón tay như đánh đàn, từng đạo công kích tự nhiên mà xuống. Cong 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 cong, hộ thân phù bảo hộ lấy Trương Cửu Tiêu, để hắn không bị thương tổn, có điều nương theo công kích càng ngày càng nhiều, ánh sáng hộ thể cũng càng ngày càng yếu. Hộ thân phù lợi hại hơn nữa, cũng có năng lượng hạn chế, có thể chặn lại một hai lần công kích, nhưng nhiều lần sẽ không kiên trì nổi. Bành! Quang mang biến mất, Trương Cửu Tiêu giống như những người khác, bị đánh bay, trọng thương nằm ở cách đó không xa. Đánh bại ba người này, còn lại liền đơn giản, rất nhanh Ngô Sư mang tới ba vị trưởng lão cũng bị kích thương, trừ Ngô Sư cùng Hình Đường chủ vốn trọng thương, có thể nói đã toàn quân bị diệt. Vô hồn kim nhân nhếch môi, đi tới trước mặt đám người Hình Đường chủ, bàn tay nâng lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ xuống. Thế nào, nghe lời của ta, ta có thể tha bọn họ. Thân là thiên nhận danh sư, cũng không thể tận mắt thấy bằng hữu của ngươi từng cái chết ở trước mặt a. Thấy hai cái này đã trọng thương, khẳng định không phản kháng được, ngoan nhân nhìn về phía Trương Huyền, mang theo khiêu khích nồng đậm. Danh sư, chú ý quy tắc, đạo nghĩa, nếu như tận mắt nhìn bằng hữu chết ở trước mặt, mình rõ ràng có biện pháp, nhưng không đi giúp, tất nhiên tâm niệm sẽ sụp đổ, sống sót cũng sẽ buồn bã đau lòng, về sau khó có thể tiến bộ. Chết ở trước mặt. Không để ý tới thái độ của hắn, Trương Huyền lắc đầu. Sao ta không cảm giác được nhỉ? Thấy tên này đến bây giờ còn mạnh miệng, đang tính nói chuyện, chỉ thấy tình hình đột nhiên xoay chuyển, Ngô Sư cùng Hình Đường chủ mới vừa rồi còn trọng thương bỗng nhiên lao lên, đồng thời ra tay, một cái nháy mắt, hai cổ lực lượng hung mãnh đánh vào trên người Tượng Đồng. Bành! Không nghĩ tới hai người trọng thương có thể bộc phát ra công kích to lớn như vậy, vô hồn kim nhân còn không kịp phản ứng. Ngực liền bị đánh ra động lớn, toàn bộ xương sườn đứt gãy. Tràn đầy khiếp sợ, không biết xảy ra chuyện gì, ngoan nhân nghe được thanh âm nhàn nhạt của Trương Huyền vang lên. Thế nào, nghe lời của ta, ta có thể tha cái Tượng Đồng này. Thân là tồn tại vây khốn khổng sư, cũng không thể tận mắt nhìn thuộc hạ của ngươi chết ở trước mặt a. Ngoan nhân, chương 2299, đại não cùng con mắt một. Phần phật, đánh lén vô hồn kim nhân trọng thương. Không còn sức chiến đấu, Hình Đường chủ, Ngô Sư đồng thời đứng dậy, riêng phần mình ra tay, rất nhanh liền chém giết tất cả vô hồn kim nhân ở chung quanh. Hai người trải qua lôi kiếp, đã là cường giả xuất khiếu cảnh chân chính, những Tượng Đồng này chẳng qua là nguyên thần cảnh, căn bản không ngăn cản nổi. Xử lý xong tất cả Tượng Đồng, Ngô Sư đi tới trước mặt đám người Trương Cửu Tiêu, Ngụy Điện chủ bị thương, lấy ra một hồ lô rượu, rót cho mỗi người. Mấy hơi thở sau, mọi người bị thương khôi phục thương thế, từng cái đứng dậy. Hình Đường chủ, Ngô Sư, đây là có chuyện gì, các ngươi? Mọi người tràn đầy kinh ngạc, khó tin. Hai người này rõ ràng ở trong suất khiếu kiếp bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, làm sao một cái nháy mắt, lại dũng mãnh như thế? Là Trương Sư bảo chúng ta ngụy trang, tê liệt đối phương, thời khắc cuối cùng, mới ra tay. Hình Đường chủ nói, hắn đã trải qua lôi kiếp. Quả thực cửu tử nhất sinh, bị trọng thương. Dựa theo tình huống bình thường, không có mấy tháng tu dưỡng, rất khó khôi phục, nhưng Trương Sư cho hồ lô rượu kia thực sự quá cường đại, không chỉ khôi phục thương thế thân thể, ngay cả linh hồn bị hao tổn cũng được bổ sung. Ngô Sư cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không uống rượu, nhưng Trương Sư tự mình rót chân khí ở trong cơ thể hắn, thương thế đã khỏi từ sớm. Trương Sư mới vừa đi về phía trước, chúng ta cũng đi qua nhìn xem. Tuyệt sử phùng sinh, mọi người cảm khái không thôi, lúc này mới tiếp tục đi đến. Xem hết những cái này, khuôn mặt của ngoan nhân tái mét. Vốn muốn dẫn Hình Đường chủ độ lôi kiếp, để bọn hắn mất đi một đại tướng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngược lại giúp đại ân cho đối phương. Người biết ta sẽ phái người giết bọn hắn. Nhìn qua, hai mắt đen nhánh mang theo sát cơ. Không biết, có điều phòng bị trước thời hạn chung quy tốt hơn. Trương Huyền lắc đầu. Hắn là không nghĩ tới, đối phương sẽ lấy đám người Ngô Sư uy hiếp, nhưng trứng gà không thể thả hết ở trong một giỏ sách.
Bất kể làm chuyện gì, cũng phải có chuẩn bị ở sau. Nhất là đối mặt lão quái vật sống không biết bao lâu, không chuẩn bị, làm không cẩn thận sẽ chết ở chỗ này. Rất tốt, chẳng lẽ ngươi nghĩ, ta thật không dám giết ngươi. Thấy gia hỏa trước mắt này không sợ hãi, dường như không sợ chút nào, ngoan nhân run rẩy, trong thanh âm mang theo tức giận. Ngươi đương nhiên dám giết ta, nhưng mà, ngươi giết được ta sao? Dám giết ta sao? Trương Huyền cười một tiếng, mí mắt nhấc lên. Nếu quả thật có thể làm được, khẳng định đã sớm động thủ, sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Ngoan nhân hắn gặp qua hai lần. Lần thứ nhất thời điểm gặp được trái tim, không nói hai lời, liền muốn chém giết mình, không có cách nào tế ra thiên đạo chi thư, mới thu phục. Lần thứ hai gặp được xương ngón tay, cũng không phân tốt xấu, trực tiếp ra tay. Nếu là cùng một người nhỏ máu trùng sinh, tính cách tất nhiên đồng dạng, làm sao có thể hai lần trước hung ác, lần này trở nên nhân từ, nói điều kiện. Rất hiển nhiên, đối phương chỉ là ngoài miệng bắn pháo, muốn giết chết mình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu không, tuyệt sẽ không nói nhảm, trực tiếp liền động thủ. Hoặc là, hắn còn muốn mượn tay của mình, thoát ly trấn áp, sợ ném chuột vỡ bình, cho nên mới chơi đùa ra nhiều chuyện như vậy. Đã như vậy, còn có cái gì phải sợ? Ngươi, ngoan nhân sững sờ. Làm sao, không muốn nói, vậy ta liền đi về phía trước. Không thèm để ý đối phương, thiên đạo chân khí vận chuyển, vu hồn lay động, trong chốc lát chỉ thấy hoa mắt, lúc này mới phát hiện. Vẫn đứng ở tại chỗ, vừa rồi tất cả hình như chỉ là ảo giác. Thấy giống như mình đoán, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trước đó ở trong nhà Trần Chiết, đối phương ra tay với hắn, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, về sau đến nơi này, lại cố ý dẫn động xuất khiếu kiếp của hình đường chủ, để hắn càng thêm hoài nghi. Nếu quả thật mạnh mẽ, mặc kệ hình đường chủ làm sao, cũng có thể tùy tiện nghiền ép, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện. Về sau, Thanh Điền Hoàng bị đánh thảm như vậy. Sắp tắt thở, cũng không có xuất hiện. Trong lòng Trương Huyền đã gần như xác định, chỉ là không dám mạo hiểm, tiếp tục nghiệm chứng. Vu hồn bị đối phương bắt giữ, phát hiện đối phương vẫn không có động thủ, còn nói điều kiện, thậm chí lấy đám người Ngô sự uy hiếp, lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Xem ra ngoan nhân này không có đáng sợ như tưởng tượng, khả năng thực lực ngay cả Thanh Điền Hoàng cũng không bằng. Bằng không, cũng không một mực ẩn giấu không ra. Khống chế những vô hồn kim nhân này giết người khắp nơi. Muốn hóa trang thành cao thủ, không đánh mà thắng, để cho mình khuất phục. Đổi lại những người khác, thật sự bị lừa rồi, nhưng đối phương nằm mộng cũng nghĩ không ra, trang cao thủ. Mình mới là chuyên gia. Hóa trang làm dương sư, ngay cả thánh vực thất trọng cũng có thể dọa chạy, muốn lừa gạt mình, nào có dễ dàng như vậy. Thân thể nhoáng một cái, đi tới trước mặt tường vừa rồi Thanh Điền Hoàng bất ngờ xuất hiện. Bàn tay của Trương Huyền sờ lên. Một lát sau, mỉm cười, lông mày nâng lên, chập ngón tay làm kiếm, liên tục điểm ra. Liên tục 7 lần. Răng rắc. Thanh âm lò xo mở ra, một lối đi lan tràn xuống dưới. Bên trong đen kịt, thần thức khó mà xuyên thủng. Phân thân, người đi ở phía trước. Trương Huyền quay đầu gọi. Phân thân là cửu thiên liên thai, cho dù gặp được nguy hiểm, bị đánh thành hai nửa cũng sẽ không bị thương, mình không thể. Chương 2300, đại não cùng con mắt 2. Mặc dù biết thực lực của đối phương không có đáng sợ như tưởng tượng, nhưng vẫn phải cẩn thận cho thỏa đáng, dù sao lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, nếu như chỉ có chút thủ đoạn ấy, cũng không có khả năng để Thanh Điền Hoàng khăng khăng một mực. Theo ở phía sau, ta bảo kê ngươi, thực sự không thể, ta đi ra làm bản tôn, ngươi làm phân thân. Vẻ mặt phân thân ngạo kiều, khinh bỉ nhìn bản tôn một cái, nhấc chân đi ở phía trước. Đường đường bản tôn, ngay cả phân thân cũng đánh không lại, mấu chốt còn nhát gan như thế, thật không biết làm sao lăn lộn. Không để ý tới phân thân tự luyến, Trương Huyền thu kim nguyên đỉnh cùng băng vũ kiếm vào không gian giới chỉ, theo sát ở sau lưng, đi vào thông đạo. Ta nói a, thân là bản tôn, phải sáng suốt quả cảm, thực lực siêu quần mới được, làm việc bó tay bó chân, ngay cả một cái thông đạo cũng không dám đi, không thấy có lỗi với phân thân lợi hại như ta sao. Phân thân vừa đi vừa hừ, rất không vừa lòng. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thấy hắn càng nói càng nhiều, Trương Huyền có chút xấu hổ. Khả năng mình là bản tôn khổ cực nhất trên đời này a, ngưng luyện ra phân thân, đối phương lại trang bức hơn hắn, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy choáng váng. Có gì phải cẩn thận, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi. Phân thân cười lạnh, đang muốn nói tiếp,
đột nhiên một cỗ lực lượng to lớn vọt tới. Lạch cạch, còn không có kịp phản ứng, đầu liền bị đập dẹp, trạng thái như bánh rán. A hát, ai đánh lén ta? Phân thân gầm lên giận dữ, vội vàng phóng về phía công kích bắn tới, lúc này đã đến cuối thềm đá, đồng dạng là một đại điện rộng rãi. Dầm, vài bóng người bỗng nhiên vọt ra, ngăn ở phía trước, đầu của phân thân chính là bị một trong số đó đánh thành như vậy. Trương Huyền thấy quả nhiên gặp nguy hiểm, đổi lại mình, chỉ sợ đã chết rồi, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nhìn kỹ qua. Tổng cộng 4 cái, cao thấp gần giống như hắn, không phải dị linh tộc, cũng không phải vô hồn kim nhân. Là thiên công khôi lỗi. Trương Huyền nhíu mày. 4 nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt, lại là thiên công khôi lỗi cực kỳ tinh xảo. Thiên công khôi lỗi, khác biệt Ngô Dương Tử lấy dị linh tộc luyện chế thành khôi lỗi, toàn bộ từ linh kiện tạo thành, nắm giữ máy móc, có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Từ một quyền đập dẹp đầu phân thân đến xem, chỉ sợ thực lực không kém mình, ít nhất đạt đến xuất khiếu cảnh trung kỳ. Đáng ghét. Phân thân tức giận sắp bạo. Vừa định ở trước mặt bản tôn giả dạng cao thủ, độc cô cầu bại, thuận tiện chế giễu đối phương một phen, kết quả bị đánh thành như vậy, trong lòng buồn bực có thể tưởng tượng, la lên một tiếng, đầu trở về hình dáng ban đầu, vọt về phía gia hỏa mới đánh hắn. Bành 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 bành. Một người một khôi lỗi, liên tục đối đầu mười mấy quyền, lực lượng khổng lồ, ép không khí bốn phía bay phất phới, nham thạch bay loạn, mặt đất cũng xuất hiện vết rách, có điều, ai cũng không có lui về phía sau một bước. Thật mạnh, con mắt nhảy một cái. Thực lực của khôi lỗi này so với Thanh Điền Hoàng, lại không hề yếu. Bên cạnh còn có 3 con. Một khi liên hợp lại, mình cùng phân thân, cộng thêm Kim Nguyên Đỉnh, cũng không phải đối thủ. Như thế nào? Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Thanh âm của ngoan nhân tiếp tục vang lên. Ý tứ của ngươi là dựa những khôi lỗi này. Trương Huyền nói. Mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể giết người, vậy chính là thủ đoạn tốt nhất. Ngoan nhân cười lạnh. Xem ra ngươi cũng thừa nhận, chỉ bằng vào thực lực của mình, giết không được ta. Trương Huyền lắc đầu. Làm ra Thanh Điền Hoàng, hiện tại lại làm ra những khôi lỗi này, xem ra đối phương nhờ vào thực lực của mình. Muốn giết chết hắn quả thực rất khó. Chủ nhân, ta đã xác định, hắn là đầu óc cùng con mắt của ta. Thanh âm của ngoan nhân ở trong thiên đạo chi thư vang lên. Đại não cùng con mắt. Đại não ẩn chứa ký ức, cho nên mới có thể biết nhiều như vậy, thậm chí còn có thể nhớ sự tình vây khốn khổng sư. Ngoan nhân ở trong thiên đạo chi thư phân tích. Bất quá, đại não cùng con mắt không thể chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể mê hoặc một chút thuộc hạ, thay hắn động thủ. Hoặc là thi triển một chút bí pháp trên linh hồn, cho nên đến bây giờ còn không có xuất hiện, một mực dùng loại chiêu số hạ lưu này. Không sai. Nghe được phân tích của hắn, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Lúc trước gặp được xương ngón tay, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, cái trước mắt này, dùng không phải dị linh tộc, chính là khôi lỗi, hoặc là vu hồn chi pháp, rõ ràng chỉ bằng vào thực lực, muốn giết mình là không thể nào làm được. Bất quá chủ nhân phải cẩn thận. Mặc dù sức chiến đấu của đại não không cao, nhưng tồn tại ký ức, biết rất nhiều, muốn chém giết, hơn nữa đoạt xá. Rất khó. Ngoan nhân ở trong thiên đạo chi thư lắc đầu. Mặc dù thực lực của hắn trải qua lôi kiếp, có tiến bộ, nhưng không chịu nổi đối phương thủ đoạn nhiều. Đại não nắm giữ trí nhớ đầy đủ, tất nhiên phải đoạt xá các bộ phân, mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, tuyệt không phải một trái tim, cùng ngón tay có thể chống lại. Mấu chốt nhất là... Đại não là trung tâm thân thể, lúc trước một mực nghe theo mệnh lệnh, như hoàng giả cùng binh sĩ trong dị linh tộc, có lực lượng đặc thù áp bức, ta sợ. Chỉ cần tới gần, liền rất có thể sẽ chống lại không được, kìm lòng không được nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngoan nhân trong thiên đạo chi thư mang theo lo lắng nói. Đừng nói hắn, cho dù tìm đủ toàn bộ thân thể, cũng phải nghe theo đại não. Như vậy tiến lên, làm không cẩn thận không những không thể đoạt xá. Còn có thể trở thành khôi lỗi bị đối phương điều khiển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2300.